Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3581, muốn gán tội cho người khác. Những người còn lại, có thể là đồng mưu, cùng một chỗ bắt. Rất nhanh, binh sĩ cũng khóa Trương Huyền và dịch lão lại, mang theo đi ra tiểu viện. Trương Huyền cũng không phản kháng, mà lặng lẽ truyền âm qua, nghe được dặn dò, thiện hiểu thiên không còn bối rối, lần nữa khôi phục hình dáng bị què, thân thể co lại thành một đoàn, có vẻ hơi thấp bé, thực lực trong cơ thể cũng mượn pháp quyết lão sư truyền thụ ẩn nấp đi, người ngoài nhìn tới, chỉ có thánh vực lục trọng. Rời tiểu viện, đi vào xe ngựa, thời gian không dài đã đến phủ thành chủ. Thời khắc này phủ thành chủ đã chất đầy người, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn ngàn, đều đang nghị luận sự tình sơn tặc. Hiển nhiên, trước kia tiết trầm để cho người thả tin tức, đã làm ra hiệu quả. Sự tình sơn tặc vào thành, phủ thành chủ hết sức quan tâm, trải qua kín đáo điều tra nghe ngóng, phát hiện liên quan đến thiện gia thiện hiểu thiên, chư vị đều biết, nhị tiểu thư chúng ta cùng hắn có hôn ước, vì tránh hiểm nghi, hiện tại tiến hành công khai thẩm vấn, tuyệt không thiên vị che chở. Đứng ở trước đám người, tiết trầm lộ ra biểu lộ đại công vô tư. Không hổ là phủ thành chủ, nhanh như vậy liền tra ra được. Thông đồng sơn tặc, người người phải trừ diệt, không nghĩ tới thiện hiểu thiên sẽ làm như vậy. Nhìn thấy bắt lấy chính là thiện hiểu thiên, tất cả mọi người thấp giọng sự tình hai bên thông ra, nội thành không ít người đều biết, thông đồng sơn tặc, huyên náo lớn như vậy, vậy mà tra được người một nhà, mọi người cũng muốn nhìn, thành chủ đến cùng có thái độ gì, còn có thể làm được công bằng công chính hay không. Nhìn thiếu niên khập khiễng đi tới, tiết trầm nhấc mí mắt. Truyền vật chứng. Tiếng nói kết thúc, mấy binh sĩ để giáp trụ cùng cung tên dưới đất, ngay sau đó một trung niên đi tới. "Hồi bẩm đại nhân, những vật này ta đều đã kiểm tra qua." cung tên quả thực là đám người tàu thành lập sử dụng, phía trên còn có vân tay bọn họ lưu lại. Còn những giáp trụ này là của binh sĩ phổ thông phủ thành chủ, thống nhất chế ngự, huyết dịch phía trên là tối hôm qua lưu lại. Audio điện tử võ tấn bền Hồi bẩm đại nhân, đêm qua lúc ta tu luyện, nghe phía bên ngoài có động tính, lặng lẽ đi qua cửa sổ liếc mắt nhìn, phát hiện không ít người mặc quần áo màu đen, thừa dịp ban đêm lẻn vào thiện ra, xem ra giống như là đang tiến hành giao dịch nào đó ngay sau đó một trung niên đi tới thiện hiểu thiên liếc mắt nhìn nhận ra đối phương là hộ gia đình cách phủ đệ hắn không xa bình thường ở chung cũng không tệ lắm đêm qua ta cũng nhìn thấy có chừng mấy chục người lúc đó ta rất kỳ quái vừa vặn mang theo ngọc tinh ghi chép ghi xuống tình huống lúc đó lại một người đi tới cũng là hàng xóm của thiện hiểu thiên nói xong kích hoạt lên ngọc tinh ghi chép phía trên ghi chép hình ảnh, lập tức hiện ra ở phía trước tất cả mọi người. Đêm trăng, một đám giả dạ hành nhân, quần áo sơn tạc thống nhất, lặng yên không tiếng động đi vào phủ đệ của thiện hiểu thiên, sau đó không còn đi ra, cũng không có bất kỳ động tính. Ta trước đó còn tưởng rằng, có phải có mâu thuẫn gì hay không, không nghĩ tới là thật. Vì sao thiện hiểu thiên muốn thông đồng sơn tạc? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tuy thiện ra xuống dốc, nhưng ấm no không lo, vì sao phải mạo hiểm nhìn rõ ràng nội dung trong ngọc tinh ghi chép, bốn phía một hồi xôn xao. Trước đó còn cảm thấy nghi ngờ, giờ phút này tất cả đều nhìn về phía thiện hiểu thiên, tràn đầy khó tin. Thiện ra, hơn 10 năm trước, là gia tộc lớn nhất huyền Giang Thành, không có cái thứ hai. Trong tộc cường giả nhiều vô số kể, cảnh giới phá toái hư không liền có ba vị, ngay cả phủ thành chủ cũng không dám đối địch, chỉ có thể thông ra. Tuy trong vòng một đêm gặp biến cố, thảm tao diệt môn, cường giả hầu như chết hết nhưng gia nghiệp còn đó vì sao phải làm ra sự tình thông đồng sơn tặc thật khiến người khó hiểu nhị tiểu thư thời điểm mọi người ở đây nghi ngờ một thanh âm gấp gáp vang lên mọi người đồng loạt nhìn lại ngay sau đó nhìn thấy nhị tiểu thư tiết cầm vội vã đi tới thấy là nàng mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái có hôn ước với thiện hiểu thiên giờ phút này nên tránh hiểm nghi nhưng vọt thẳng ra chẳng lẽ có sự tình gì vì cái gì? Không để ý tới nha hoàn ngăn cản, nhìn về phía thiện hiểu thiên trong đại sảnh, hốc mắt ửng hồng, tiết cầm tràn đầy không dám tin tưởng. Người ta từ nhỏ có hôn ước, tuy người không thể tu luyện, nhưng ta chưa hề ghét bỏ, thủy chung như một. Lần này, Lăng Vân kiếm các đến đây chiêu thu đệ tử, ta cảm thấy là cơ hội, trải qua cố gắng, thông qua được hoác sư huynh tuyển chọn, trở thành đệ tử tạp dịch. Vốn nghĩ đến, chỉ cần đi vào tông môn, liền có khả năng tìm được dược vật tốt hơn, giúp ngươi khôi phục thương thế, để ngươi có thể tu luyện lần nữa, khôi phục uy danh gia tộc. Tiết cầm lộ ra bi ai. Vốn cho rằng là tin tức tốt, phái người báo tin ngươi. Nhưng ngươi vì sao phải thông đồng sơn tặc, ngăn cản chuyện này. Thậm chí còn bắt ta, đánh ta, để cho ta thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đi vào tông môn, liền sẽ quên ngươi. Cô ý muốn để cho ta mất đi cơ hội lần này. Nhưng ngươi có biết hay không, sở dĩ ta muốn đi vào tông môn cũng là vì ngươi nói xong nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra trong mắt ai oán ta thấy mãi yêu nguyên lai là nhị tiểu thư thông qua được lăng vân kiếm các tuyển chọn thiện hiểu thiên lòng sinh tự ti tính toán ngân cản chuyện này thiện ra không ít kẻ thù sở dĩ thiện hiểu thiên có thể sống đến hiện tại chủ yếu bởi vì phủ thành chủ cùng nhị tiểu thư che chở một khi nhị tiểu thư rời đi đi vào tông môn sau đó hắn sẽ sống thế nào ai cũng không biết khả năng lo lắng gặp phải nguy hiểm, lúc này mới bí quá hóa liều, làm ra loại sự tình này a. À. Chỉ cần nhị tiểu thư mất tích, không cách nào cùng đám người hoác sư huynh rời đi, chẳng khác nào mất đi cơ hội lần này, từ đó một mực ở lại phủ thành chủ, thậm chí kết hôn. Như vậy hắn cũng an toàn, sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Nguyên nhân ở đây, khó trách, người nhìn mặt nhị tiểu thư, tựa hồ có chút sưng đỏ, khẳng định bị những sơn tặc kia bắt cóc, bị không ít tội. Đúng vậy, nếu không đường đường nhị tiểu thư phủ thành chủ ai dám đánh nàng sơn tặc chỉ cần đưa tiền liền sẽ làm việc ai cũng không nghi ngờ đến trên đầu hắn thật đúng là kế hay nghe được khóc lóc kể lể tất cả mọi người mới chợt hiểu ra lần nữa nhìn về phía thiện hiểu thiên tràn đầy chán ghét một nữ nhân vì ngươi làm nhiều như vậy thế mà không biết cảm ơn còn làm ra loại sự tình này mất mặt xấu hổ lợi hải trương huyền bị khóa ở một bên Vốn buồn ngủ, nhìn thấy vị nhị tiểu thư này vừa xuất hiện, lập tức điều động cảm xúc của mọi người, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Người lợi hại cỡ này, kiếp trước không làm diễn viên, là có tài mà không phát huy được. Người người đều có tâm lý đồng cảm kẻ yếu cùng nữ nhân, huống chi nữ nhân xinh đẹp, nước mắt như mưa. Vốn cái gọi là vật chứng, nhân chứng, còn chưa đủ định tội thiện hiểu thiên, dù sao động cơ của hắn không đủ, vì sao phải đắc tội phủ thành chủ? đi thông đồng sơn tặc giết người như ngóe. Giờ phút này, tất cả lý do đều đủ. Vừa vặn cũng giải thích sự tình nhị tiểu thư đi qua lăng vân kiếm các khảo hạch. Như vậy, tiết cầm không những trên danh khí không có tổn hại, còn thành nữ nhân trung liệt, để cho người ta khâm phục. Thiện hiểu thiên thành nam nhân cặn bả, từ hôn đã thành đương nhiên. Kế sách hay, mưu kế hay. Một chiêu đổi trắng thay đen, dùng thật sự là trôi chảy, không có chút không hài hòa nào nhìn một màn này ở trong mắt thiện hiểu thiên cũng tức sắp nổ chủ động từ hôn ta đồng ý không hài lòng để cho ta lãng phí bản thân không đồng ý liền giết người kết quả giết người không thành lại dội nước bẩn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu thư không nên tức giận loại người này không xứng người thương tâm thấy dư luận đã bị nhóm người mình khống chế tiết trầm biết kế hoạch của mình thành công thiện hiểu thiên nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai bước đi tới trước mặt, an ủi một câu, nhìn về phía nha hoàn cách đó không xa. Còn không mau mang tiểu thư trở về. Vâng, nha hoàn vội vã đi tới trước mặt. Làm xong những sự tình này, lúc này tiết trầm mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo băng lãnh. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, người còn có lời gì muốn nói. Dựa theo ý của các ngươi là ta, bởi vì thiết cầm tiểu thư đi qua lăng vân kiếm các khảo hạch, lòng sinh tự ti, mới thông đồng sơn tặc, phá hoại nàng trở thành đệ tử tạp dịch đúng không? Biết giờ phút này nói nhiều hơn nữa, đều là ngụy biện, thiện hiểu thiên thản nhiên nhìn tới. Biết là tốt rồi, làm sao, dưới chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn phủ nhận. Tiết trầm âm lãnh cười. Phủ nhận. Thiện hiểu thiên lắc đầu. Ta, muốn gặp lăng vân kiếm các hoác giang hà sư huynh. Làm càn người một phế vật có tư cách gì gặp hoác sư huynh còn tưởng rằng hắn sẽ không thừa nhận nói ra sự tình trước đó từ hôn thật nói như vậy cũng đã chuẩn bị cẩn thận đối sách có thể để cho đối phương rơi vào cảm bẫy không còn khả năng xoay người nhưng đối phương không nói chuyện này ngược lại muốn gặp hoác sư huynh muốn làm gì ta không có tư cách chẳng qua ta nghe nói lang vân kiếm các chiêu thu đệ tử chỉ cần đi qua hoác sư huynh khảo hạch coi như trở thành đệ tử trong đó ta thân là người huyền Giang Thành, hơn nữa tuổi tác phù hợp, cũng có tư cách tham gia khảo hạch nha. Thiện Hiểu Thiên cười nói, bất luận người nào đều có cơ hội, đi qua khảo hạch là có thể trở thành đệ tử Lăng Vân Kiếm Các. Mà ngươi, không có cơ hội nhất, không được nói chuyện viển vông. Nghe được hắn nói, Tiết Trầm lập tức cười ha hả, giống như nghe được chuyện cười. Một phế vật chỉ có thánh vực lục trọng, vậy mà muốn tham gia khảo hạch Lăng Vân Kiếm Các, ai cho lá gan. Huống chi hoắc sư huynh là nhân vật như Giao Long, ngươi cảm thấy sẽ đặc biệt vì một phế vật như ngươi, tiến hành khảo hạch. Tiết Trầm tiếp tục nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, có thể tham gia khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải rồng phượng trong loài người, tên này bị què, còn không thể tu luyện. Thật muốn cười chết người ư. Hoắc sư huynh đang bề bộn tuyển chọn thiên tài chân chính, nào có thời gian tới khảo hạch một phế vật. Đoán chừng là đầu óc hư mất, phía dưới một hồi xôn xao, lộ ra vui vẻ nghiền ngấm. Được rồi, ngoan ngoãn nhận tội, có thể miễn nỗi khổ ra thịt. Hoác sư huynh không có khả năng đặc biệt tới, khảo hạch một phế vật như ngươi. Cắt đứt mọi người thảo luận, tiết trầm hét lớn một tiếng, vừa định nói tiếp, liền nghe đến bên ngoài viện vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Vì sao ta không thể tới khảo hạch? Ngay sau đó, một bóng người cao to sải bước đi vào. Chính là Hoác Giang Hà. Hết chương 3581. Chương 3582, đảo ngược. Sau lưng Hoắc Giang Hà, đi theo một vị trung niên, thân hình cao lớn, một thân giáp trụ, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm nồng đậm, Tiết Cầm đang muốn rời đi nhìn thấy người này, nhất thời ngừng lại, kho mình hành lễ. "Cha, Hoắc sư huynh." Chính là Huyền Giang thành thành chủ Tiết Càn, bị Trương Huyền một đao đánh chết. Sau lưng hai người, là hơn 10 người trẻ tuổi, đều 16-17 tuổi, từng cái thực lực bất phàm. Đều là trẻ tuổi Tuấn Kiệt lần này tới tham gia khảo hạch. Giang Hà hiền chất, thấy đi tới nơi này, cắt đứt tiết trầm thẩm vấn, tiết càn thành chủ nghi ngờ nhìn qua. Quyền Giang thành tuyển chọn nhân tài, làm thành chủ phải đích thân đi cùng, ai biết vừa mới tiến hành xong lần đầu thử nghiệm, còn không có tiến hành thi vòng 2, hoặc Giang Hà nhất định muốn chạy đến nơi đây, để hắn không hiểu ra sao, không hiểu rõ nổi. Thi vòng 2 ngay ở chỗ này tiến hành, vừa vặn nhiều người nhìn như vậy, cũng càng có thể biểu hiện công bằng, công chính. Hoác Giang Hà gật đầu, quay người ngồi ở vị trí chính giữa. Tiến hành khảo hạch, hắn đại biểu là Lăng Vân Kiếm Các, cho dù Tiết Càn là thành chủ, cũng chỉ có thể ngồi ở bên trái. Vẻ mặt Tiết trầm choáng váng, đang thẩm vấn, chạy tới khảo hạch, phía dưới hắn nên làm cái gì? Hoác Sư Huynh, ta thân là một thành viên của huyền Giang Thành, có thể tham gia khảo hạch hay không? Thiện hiểu thiên cất cao giọng nói. Tự nhiên có thể. Hoác Giang Hà gật đầu. Hoác công tử, thiện hiểu thiên chỉ có thánh vực lục trọng, thực lực thấp, huống chi thông đồng sơn tặc, gieo họa bách tính, nhân phẩm thấp kém, để hắn tham dự khảo hạch, quả thực chính là làm nhục kiếm các. Tiết trầm tràn đầy sốt ruột. Tuy biết rõ tên này coi như khảo hạch, cũng không cách nào bị tuyển chọn, nhưng thật để cho người này khảo hạch, thẩm vấn sẽ trở nên dở dở ương ương. Người nói thực lực của ta thấp thiện hiểu thiên nhìn qua. Không sai, bị que, thánh vực lục trọng, người bình thường cũng không bằng, không phải thấp là cái gì. Lông mày tiết trầm dương lên. Đã nói như vậy, vậy ta muốn hỏi một chút, nhị tiểu thư thiết cầm thực lực thế nào? Thiện hiểu thiên thản nhiên nói. Tiểu thư nhà ta là thiên tài, năm nay chẳng qua 16 tuổi, đã đến đại thánh tam trọng đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Tiết trầm kiêu ngạo. Ha ha, Lông mày thiện hiểu thiên đột nhiên dương lên, ong ong ong, từng đạo kiếm khí từ trong đầu ngón tay bắn ra, xích sắt trên cổ tay cùng kiếm khí đụng một cái, lập tức gãy thành từng đoạn từng đoạn. Phá vỡ ràng buộc, khí tức trên người thiếu niên không ngừng kéo lên, thời gian nháy mắt ngừng lại ở đại thánh tam trọng đại viên mãn, sống lưng cúi xuống cũng dần dần thẳng tắp, vừa rồi thoạt nhìn chỉ khoảng 1m6, hoàn toàn giãn ra, mặc dù không có cao như Trương Huyền, nhưng cũng có 1m75 mấu chốt nhất là, chậm rãi tiến lên, trên đùi đâu còn có bộ dạng bị què. Thậm chí ngay cả dung mạo tựa hồ cũng có biến hóa, càng thêm cương nghị tuấn tú, mười thiếu niên trước đó tới tỉ thí, vậy mà tất cả đều lấy làm xấu hổ. Điều đó không có khả năng. Trong mắt sắp rơi trên mặt đất, tiết cầm muốn điên rồi. Cái tên này ở trong lòng nàng, chính là đại danh từ nhỏ yếu, vô dụng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực giống như biến thành người khác. Không để ý tới nữ hài khiếp sợ, Thiện Hiểu Thiên đi vài bước, nhìn về phía Tiết Trầm cách đó không xa, khóe miệng nâng lên. Đồng dạng cấp bậc, ta là phế vật, nhị tiểu thư chính là thiên tài. Không biết Tiết Trầm giáo đầu, là lấy cái gì phán đoán? Đầu ngón chân hay cái mông? Ngươi, Tiết Trầm lui về sau một bước, run rẩy. Cái tên này lúc nào có thể tu luyện, hơn nữa còn là đại thánh tam trọng đại viên mãn. Không riêng gì bọn họ, mọi người bốn phía cũng lặng ngắt như tờ. Trước đó cho ra lý do là bởi vì tên này không thể tu luyện, muốn dựa dẫm phủ thành chủ bảo vệ tính mạng, mới thông đồng sơn tặc, ngăn cản thiết cầm trở thành đệ tử kiếm các, hiện tại. Hắn nắm giữ thực lực, hơn nữa mạnh như vậy, lý do tự nhiên không còn sức thuyết phục. Các ngươi đồng loạt ra tay, tới đối phó ta. Thiện hiểu thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía hoác sư huynh mang tới hơn 10 thiếu niên. Đồng loạt ra tay. Mọi người sửng sốt một chút, thấy hoắc sư huynh gật đầu đồng ý, tất cả đều mắt sáng lên, tay nắm trường kiếm đồng loạt đâm tới. Thiện hiểu thiên chập ngón tay làm kiếm, đưa tay về phía trước, tựa như ưng chảo, lập tức từ trong tay một thiếu niên nắm tới trường kiếm, cổ tay rung lên, kéo ra kiếm hoa. Xì 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 xì, hơn 10 đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra. Tuy chỉ cùng lão sư học một chiêu vứt kiếm, nhưng lão sư giảng giải không ít cơ sở liên quan tới kiếm đạo, không thi triển ra tuyệt chiêu, sức chiến đấu cũng cực mạnh. Giống như tiểu lý phi đao, cũng không phải chỉ biết ném phi đao, không còn phi đao, đồng dạng là cường giả bài danh rất cao trong thiên hạ. Len keng, len keng, len keng, kiếm khí bay ra, âm thanh trường kiếm rơi xuống đất, hơn 10 thiếu niên đồng thời ôm cổ tay, từng cái trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Vừa rồi thiện hiểu thiên tiện tay thi triển ra kiếm chiêu, vậy mà ở trong nháy mắt đâm thủng toàn bộ bọn họ. May mắn hạ thủ lưu tình, không dùng lực lượng, nếu không chỉ sợ cổ tay sẽ rơi trên mặt đất. Hô! Ngón tay búng một cái, trường kiếm như thiểm điện nghiêng cắm ở trước mặt tiết cầm, không ngừng lay động, phát ra thanh âm nghẹn ngào, thiện hiểu thiên một thân ngạo khí, tựa như bạch dương cắm ở trong gió. Không biết, nhị tiểu thư thân là thiên tài, có thể làm được hay không? Một hồi yên lặng, mười mấy người vây công, tiện tay đoạt kiếm, thân thể không động, một kiếm đâm thủng cổ tay mọi người. Phần thực lực cùng kiếm thuật này, quả thực nghe rợn cả người. Loại người này nếu là phế vật, bọn họ tính là gì? Gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể mềm mại của tiết cầm run rẩy. Tuy đều là đại thánh tam trọng đại viên mãn, nhưng nàng tuyệt đối không làm được điểm ấy. Thật muốn xông tới, có thể sẽ giống như những người khác, trong nháy mắt bị thua. Coi như người không phải phế vật, nhưng thông đồng sơn tặc là sự thật, hàng xóm ngươi cũng có thể làm chứng đêm khuya có sơn tặc ẩn hiện ở trong phủ đệ của ngươi tiết trầm nghiến răng các ngươi đều tận mắt thấy có sơn tặc đi vào phủ đệ của ta không trả lời hắn thiện hiểu thiên quay đầu nhìn về phía hai nhân chứng vừa rồi đi ra vâng chính xác trăm phần trăm chúng ta thật thấy được bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái cổ hai người đồng thời co rụt lại nếu như đối phương thủy chung không thể tu luyện thì thôi nhưng biết tu luyện hơn nữa thiên tư cao như vậy, nghĩ tới uy thế của thiện gia năm đó. Nhất thời tất cả đều có chút sợ hãi, nói chuyện cũng không hùng hồn như trước đó. Thời điểm bọn hắn sợ mất mật, âm thanh của thiện hiểu thiên vang lên. Nhìn thấy, vậy là đúng rồi, chứng minh các người thực sự nói thật. Ừm, hai người đồng thời ngẩn ngơ. Đúng, người biết bản thân đang nói cái gì không? Như vậy chẳng khác nào thừa nhận thông đồng sơn tặc, cho dù thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, đạo đức có hại, Lăng Vân Kiếm Các cũng không có khả năng thu làm đệ tử. Những người khác cũng xôn xao. Ha ha, thừa nhận là tốt rồi, đã thừa nhận, vậy thì không có gì có thể nói, người tới, còn không bắt ra Hỏa Thông Đồng Sơn tặc này lại. Tiết Trầm cũng sừng sốt, ngay sau đó vẻ mặt mừng rỡ. Vốn cho rằng đối phương triển lộ thực lực, sẽ chết sống không thừa nhận, như thế kế hoạch của hắn sẽ cực kỳ bị động, nằm mơ cũng không ngờ tới, tên này giống như thiếu thông minh trực tiếp nhận. Mà ở đây nhiều người thấy như vậy. Lần này, lại không có đường lùi, tương đương tự mình chụp mũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắt lại, thiện hiểu thiên cười lạnh, đột nhiên ôm quyền không người. Hoác sư huynh, bây giờ ta muốn truyền một nhân chứng, mong đáp ứng. Ừm, hoác giang hà gật đầu. Vào đi, thiện hiểu thiên nhìn ra phía ngoài. Kèm theo lời nói, một người mặc hắc bào, mang theo mũ rộng vành từ bên ngoài đi vào, đi tới trước mặt mọi người, chậm rãi hái mũ xuống. Là Tào Thành Lập, vị đầu lĩnh Sơn Tặc kia. Hắn lại dám tới phủ thành chủ giết hắn? Thiện Hiểu Thiên bảo hắn đi vào, xem ra hai người thật sự có cấu kết. Nhìn rõ ràng bóng người, phía dưới nhất thời xôn xao. Không phải người khác, chính là Sơn Tặc đầu lĩnh Tào Thành Lập. Cái tên này từ trước tới nay giấu ở trong rừng sâu núi thẳm phủ thành chủ mấy lần vây quét cũng vô công trở lại, giờ phút này lại dám chạy đến nơi đây, lá gan quá mập. Mọi người thấy không, Tào Thành Lập này lại nghe hắn nói, hiển nhiên sớm đã thông đồng. Tiết Trầm kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trước đó tất cả mọi chuyện đều không có chứng thực, nhiều nhất chỉ là một ít chứng cứ ngụy tạo, hiện tại tên này vậy mà mang đầu sỏ sơn tạc đến. Khẳng định không cách nào biện giải. Thông đồng. Thiện Hiểu Thiên cười nhạo một tiếng, nhìn về phía sơn tặc. Đến cùng ai thông đồng ngươi, còn xin tào trại chủ tự mình trả lời đi. Là hắn, tào thành lập tiến lên một bước, chỉ tiết trầm cùng tiết cầm. Còn có nàng, ngươi nói bậy bạ gì đó, đừng ngậm máu phun người. Lông mày tiết trầm dương lên, ngậm máu phun người. Tào thành lập siết chặt nắm đấm, tiến về phía trước một bước. Hôm qua, tiết trầm này đặc biệt tới gặp ta, ủy thác ta giết một người, chỉ cần thành công, thù lao năm vạn thông thần tệ. Ta hỏi thăm một chút, người muốn giết này không có thực lực gì, là cái phế vật. liền đáp ứng giết người phế vật. trong đám người không ít người thông minh đã đoán ra, đồng loạt nhìn về phía thiện hiểu thiên cách đó không xa. những năm này cũng chỉ có hắn gánh vác cái thanh danh kia. không tệ, chính là thiện hiểu thiên công tử. tào thành lập nói tiếp, ta ban đêm liền đi mai phục kết quả. Thực lực của Hiểu Thiên công tử vượt qua tưởng tượng, ta tự nhiên không có khả năng thành công. Cho nên toàn quân bị diệt, đều bị hắn chém giết. Ngựa cùng xe giết người, chuyện này thực nghe giận cả người, nói ra khẳng định không có người tin tưởng, như vậy không bằng không nói. Vận khí ta tốt, chạy thoát, lần nữa tìm tới Tiết Trầm, hắn chỉ cho ta 500 thông thần tệ. Lúc ấy ta cực kỳ tức giận, liền muốn nhìn một chút đến cùng là ai, liền lặng lẽ đi theo phát hiện hai người bọn họ đi vào phủ thành chủ, hơn nữa vừa vặn dùng ngọc tinh ghi chép một màn. Cổ tay rung lên, Tào Thành lập thả ra hình ảnh đêm qua ghi chép. Mọi người lập tức nhìn thấy, trong phủ thành chủ, Tiết Trầm đứng ở mặt trước đám người, để rất nhiều hộ vệ thay đổi trang phục sơn tặc, hơn nữa nghiêm túc bàn giao, chém giết một nhà thiện hiểu thiên. Hết chương 3582. Chương 3583, Lục trưởng lão đến. Hình ảnh tiếp tục, đám mặc sơn tạc trang phục hộ vệ này, dọc theo đường phố lặng lẽ lẻn vào phủ đệ của thiện hiểu thiên. Cái hình ảnh này hình như giống vừa rồi hắn thả ra. Đúng vậy, ta cho rằng thật sự là sơn tạc, không nghĩ tới lại là hộ vệ của phủ thành chủ. Hộ vệ phủ thành chủ ngụy trang thành sơn tạc, cố ý giết người. Rất nhanh, có người nhận ra cảnh tượng trong hình ảnh ghi chép, cùng trước đó nhân chứng ghi chép giống nhau như đúc. Vốn cho rằng là sơn tặc, không nghĩ tới, nhìn toàn bộ nội dung mới biết được. Lại là hộ vệ phủ thành chủ ngụy trang. Hô! Hộ vệ đi vào phủ đệ, hình ảnh ngừng lại, Tào thành lập cầm ngọc tinh ghi chép ở trong lòng bàn tay, lần nữa nhìn về phía tiết trầm. Ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi, đây là giả tạo. Sắc mặt tiết trầm trắng nhợt. Hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, loại sự tình này vậy mà bị người theo dõi, còn ghi chép xuống. Giả tạo, ngươi giả tạo một chút thử coi thiện hiểu thiên đi về phía trước ngọc tinh ghi chép ghi chép nội dung đều là thật sự phát sinh không có cách nào giả tạo nguyên nhân chính là như vậy mới có tính công chính ta Tiết trầm lui về sau một bước người cùng tam tiểu thư có hồn ước thực lực ngươi mạnh tự nhiên rất nhất vì sao chúng ta muốn giết ngươi làm như vậy chẳng phải làm bẩn thanh danh của phủ thành chủ cũng đúng a hát mọi người sững sờ đồng loạt nhìn tới hai bên có hồn ước thật không thích hợp từ hôn là được, làm gì tìm sơn tặc giết người. Bản thân gánh nổi đen trên lưng. Tại sao muốn giết ta? Nếu như ngươi quên, có thể nhìn cái này một chút. Thiện hiểu thiên khẽ cười một tiếng, cũng từ trong ngực lấy ra một ngọc tinh ghi chép, ngón tay điểm chút, phóng thích hình ảnh bên trong ra. Làm sao, biết rõ ta tới, không tự mình đi ra, cho rằng phái cái hạ nhân, lấy hôn ước tới, liền muốn lửa gạt. Trong hình ảnh, tiết cầm một mặt lãnh ngạo, cao quý như công chúa. Không có gì, rất đơn giản, ta muốn ngươi toàn thành công bố, là ngươi không xứng với ta, chủ động yêu cầu từ hôn, phủ thành chủ từ chối liên tục, sau đó tôn trọng ý kiến của ngươi, lúc này mới giải trừ hôn ước. Nếu không, ngươi trực tiếp lấy hôn ước ra, là muốn nói cho tất cả mọi người, tiết cầm ta không muốn gả cho ngươi. Làm cho tất cả mọi người đâm cột sống phủ thành chủ sao? Không đáp ứng cũng rất đơn giản. Những năm này thiện ra đắc tội không ít người, nếu như không cùng phủ thành chủ thông gia thêm vào bản thân ngươi chính là củi mục hẳn đã sớm diệt việt những người này muốn ra tay chỉ bằng một chủ một tớ các ngươi có thể chống đỡ được tiết trầm cười lạnh sau khi các ngươi chết thành chủ cực kỳ bi thương sẽ đích thân phái người thay các người báo thù sau đó tiểu thư càng sẽ khóc thật nhiều ngày cuối cùng thương tâm rời đi nơi đây vào lăng vân kiếm các trong ngọc tinh ghi chép rõ rõ ràng ràng hình ảnh hai người tới phủ Diễu Võ Dương Oai, không kém chút nào. Cái này, nguyên lai nàng muốn từ hôn, đối phương lui còn không hài lòng, còn muốn thanh danh của mình, không tiếc giết người. Quả thực lòng dạ rắn rết. Những năm này phủ thành chủ thanh danh rất tốt, không nghĩ tới vậy mà làm ra loại sự tình này. Mất mặt, ta xấu hổ tới làm bạn. Xem xong một màn này, tất cả mọi người rõ ràng chuyện gì xảy ra lần nữa nhìn về phía tiết trầm cùng tiết cầm, tràn đầy địch ý. Ngươi, ngươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tiết cầm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhún, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vốn nghĩ không chỉ có thể từ hôn, thoát khỏi phế vật này, còn có thể thu hoạch được thanh danh tốt, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lại bị vạch trần, từ giờ khắc này, thanh danh của nàng, xem như triệt để xấu. Không muốn gả người, không tiếc thông đồng sơn tặc, tàn sát vị hôn phu, Loại thanh danh này truyền đi, ai còn dám lấy nàng. Thật muốn cưới, ngộ nhỡ có sơn tặc đập cửa, chẳng phải nguy rồi. Ăn nói bừa bãi, hôm nay ta sẽ dậy ra hỏa ăn nói vớ vẩn như ngươi. Hàm răng cắn chặt, thân thể tiết trầm nhảy lên, lập tức lao đến thiện hiểu thiên. Tiếng gió giết gào, trưởng lực mạnh mẽ. Hiện tại cảnh tượng như thế này, đã triệt để lâm vào bị động, phương pháp duy nhất chính là giết chết thiện hiểu thiên cùng tào thành lập, không có chứng cứ hắn là cổ thánh tam trọng, vừa ra tay, gian phòng lập tức giống như bị giam cầm, toàn thân hai người băng lãnh, không thể động đậy. Làm càn, không nghĩ tới đối phương lại dám ở trước mặt hắn giết người, con mắt hoác giang hà run lên. Quả thực không coi đệ tử lăng vân kiếm các như hắn vào mắt. Cổ tay rung lên, trường kiếm xuất khiếu, đang muốn ngăn cản đối phương, liền cảm thấy cánh tay trầm xuống, thành chủ tiết càn ngồi ở bên cạnh cười khanh khách nhìn lại. Giang Hà hiền chất không nên gấp gáp, tiết trầm chỉ muốn hù dọa một chút, sẽ không làm ẩu, người thân là đệ tử kiếm các, nhúng tay sự tình nội thành của ta, ngược lại mất thân phận. Hoắc Giang Hà híp mắt lại, tiết trầm sát khí ngang dọc, đương nhiên sẽ không hù dọa, không tự mình ra tay, tùy ý trưởng lực của đối phương tập sát, hai người phía trước khẳng định sẽ bị đánh chết. Sau đó, tiết càn thành chủ có thể nói quản giáo thuộc hạ vô phương, nhiều nhất giam giữ tiết trầm gian đe. Lúc này, thiện hiểu thiên cùng tào thành lập tất cả đều chết, lời còn không tùy ý phủ thành chủ nói. Không bao lâu, khẳng định sẽ thả ra tin tức, một chút sự tình cũng không phát sinh. Không được, bên này hoác giang hà bị ngăn cản, nhìn thấy trưởng lực uy lực vô cùng, khuôn mặt tào thành lập trắng bệch, sợ tới mức sắp ngã sắp xuống. Hắn là nghe mệnh lệnh của thư tịch, tới giúp thiện hiểu thiên giải oan, cũng không đại biểu bản thân muốn chết a há hát. Ngay thời điểm cảm giác lần này không còn cách nào trốn, Hẳn phải chết không nghi ngờ, trưởng lực tiêu tán không thấy hình bóng, vội vàng ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy, vị kiếm thuật tổng giáo tập, cổ thánh tam trọng chẳng biết lúc nào, đã té ngã trên đất, cắt đứt hô hấp, trên trán cắm một cây cỏ xanh biếc. Chết. Thân thể cứng đờ, vội vàng nhìn lại, sau đó nhìn thấy cỏ xanh từ con mắt đối phương đâm vào, đâm ra lỗ tai, triệt để xuyên qua đại não, hủy diệt sinh cơ, nhất thời mất mạng. Cỏ xanh mềm mại như vậy, đâm xuyên con mắt chém giết một vị cổ thánh tam trọng. Đây là thực lực gì? Tào Thành lập lệnh cả người, không dám động đậy. Một bên Hoắc Giang Hà cũng đột nhiên đứng dậy, tràn đầy khó tin. Hắn là cổ thánh tứ trọng sơ kỳ, giống như tiết càn thành chủ, nhưng muốn làm được điểm ấy, không được. Cỏ xanh mềm mại, không thể dùng lực, cũng không thể ẩn chứa chân khí, nhưng lại có thể trong nháy mắt phá vỡ chân khí hộ thể của cổ thánh tam trọng, đâm xuyên đầu. Mấu chốt nhất là, lấy nhãn lực của hắn vậy mà từ đầu đến cuối không thấy đến cùng ai ra tay cỏ xanh lại từ chỗ nào xuất hiện giống như thứ này lăng không đi ra không chỉ hắn khiếp sợ thành chủ tiết càn ngăn hắn cũng lạnh cả người hiển nhiên hắn cũng không nhìn ra cỏ xanh từ đâu xuất hiện cẩn thận nhớ lại một chút đổi lại hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản lão sư thật mạnh thiện hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm lão sư bảo hắn không cần lo lắng nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn làm hắn lau mồ hôi. Sớm biết lão sư khẳng định không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới cường đại như thế. Áp chế lại khiếp sợ cùng kích động, thiện hiểu thiên vừa định nói tiếp, chỉ thấy thành chủ tiết càn đột nhiên đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. Tiết trầm thân là kiếm thuật tổng giáo tập, vậy mà làm ra loại sự tình này, là ta bỏ bê quản giáo, thẹn đứng đầu một thành. Loại bại hoại này, nhất định phải giết chết gian đe. Thiện hiểu thiên sướng sờ, nghe khẩu khí của hắn, tiết trầm chính là hắn giết. Có xấu hổ hay không? Hiểu thiên hiền chất, chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, may mắn người thông minh cơ cảnh, vạch trần thủ đoạn của tên này. Mới để cho phủ thành chủ ta bảo vệ danh dự. Tiết càn đi tới trước thiện hiểu thiên, một bộ trưởng bối ôn hòa. Hôn ước của người cùng tiểu nữ là lúc trước đám người phụ thân người tự mình xác định, hiện tại tổ tiên qua đời, hậu nhân làm sao có thể vi phạm bọn họ trông đợi. Lại nói, Sở Dĩ Tiểu Cầm làm ra loại quyết định này, khẳng định là nhận lấy Tiết Trầm mê hoặc, tên này am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm. Thấy hắn nói ra lời này, phản ứng cấp tốc như vậy, Thiện Hiểu Thiên cười lạnh. Khó trách có thể làm thành chủ, không hổ là lão hồ ly. Lão sư khiêm tốn, không nguyện ý hiển lộ ra. Mà giờ khắc này, Tiết Trầm bị giết, tất cả mọi người ở đây, lấy vị thành chủ này thực lực cao nhất, mọi người khẳng định cảm thấy là hắn ra tay. Người đã chết. Toàn bộ tội danh đẩy lên người đối phương, sau đó lại tìm lý do, liền không có liên quan quá nhiều với phủ thành chủ. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp tạo nên ân huệ, chắc hẳn dư luận sẽ duy trì không được bao lâu. Dưới tình thế xấu như vậy, có thể nhanh như vậy làm được điểm ấy, vị tiết càn này thật độc ác. Thành chủ nói đùa, thiện hiểu thiên nhịn không được nữa, khẽ nói. Phủ thành chủ phái ra 50 tinh nhuệ, trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, người nói là thuộc hạ tử tiện làm sẽ có người tin tưởng. 50 tinh nhuệ, đối với phủ thành chủ mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, tất cả đều chết, làm sao có thể không biết. Thiện Hiểu Thiên nói thẳng ra, tương đương xé tấm màn che. Hừ, không nghĩ nói những lời này, đối phương không cảm kích, còn nói như vậy, Tiết Càn sầm mặt, ánh mắt híp lại, truyền âm tới. Làm sao, Tiết trầm chết còn chưa đủ, muốn đẩy ngã ta. người có chứng cứ, chứng minh ta tham dự việc này sao? Hiện hiểu thiên nói không ra lời. Tiết Cầm chỉ từ hôn, cái khác tất cả đều là Tiết Trầm làm, không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện liên quan đến vị thành chủ này. Thậm chí Tiết Cầm cũng có thể từ chối sự tình, nhiều nhất chỉ là từ hôn, không thích hợp bản thân, vì hạnh phúc chạy tới từ hôn, nhiều nhất nhận đạo đức khiển trách, cũng không có xúc phạm pháp luật. Không có chứng cứ, tốt nhất ngoan ngoãn chớ nói nhảm. Ta biết sau lưng người có cường giả, mới có thể vì tiện chém giết Tiết Trầm, nhưng thành chủ ta là lăng vân kiếm các sắc phong. Chỉ có trưởng lão mới có tư cách xử lý, cao thủ sau lưng ngươi dám động thủ với ta, tương đương đánh mặt kiếm các, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua người khiêu chiến quyền uy của sáu đại tông môn. Hay cảm thấy, người sau lưng ngươi có thể chống cự áp lực của sáu đại tông môn. Tiết càn cười lạnh một tiếng, tiếp tục truyền âm tới. Không muốn để cho vị sau lưng ngươi kia, bởi vì chuyện của ngươi bị liên lụy, liền ngoan ngoãn nghe ta, việc ngày hôm nay coi như thôi mọi người tất cả đều vui vẻ hôn ước của ngươi cũng sẽ như cũ sẽ không xuất hiện biến cố con mắt thiện hiểu thiên thấu hồng nắm đấm bóp vang vọng nói không ra lời thật ra thì hắn cũng biết đám người cha mẹ chết cùng vị thiết thành chủ này có quan hệ cực kỳ lớn đã sớm muốn báo thù đáng tiếc đối phương nói đúng phủ thành chủ thực lực vị trước mắt này mạnh nhất thật vận dụng binh sĩ tiến hành đại đồ sát hắn cùng lão sư căn bản không có cách ngăn cản nếu lão sư thật ra tay giết đối phương tương đương đắc tội lăng vân kiếm các dù thực lực của lão sư rất mạnh hắn cũng không cho rằng có thể đối kháng một trong sáu đại tông môn tốt không cần ta nói nhiều người cũng rõ ràng nên nói như thế nào thấy hắn dao động tiết càn hừ một tiếng muốn động ta trừ khi trưởng lão kiếm các có thể nghe được cầu nguyện của ngươi xuất hiện ở đây nếu không đừng không biết tự lượng sức mình hô lời còn chưa dứt trên không một thánh thú kêu to, ngay sau đó vài bóng người từ trên lưng thú rơi xuống. Lục trưởng lão, nhìn thấy mấy người này, ánh mắt hoác giang hà sáng lên, vội vàng tiến về phía trước một bước, ôm quyền không người. Lục vân trưởng lão, từ tinh diệu thành đến. Thân thể thiết càn cứng đờ, lời đang nói lập tức nghẹn ở cổ họng. Hết chương 3583. Chương 3584. Khảo hạch đệ tử nội môn, tuy lục vân trưởng lão chỉ là trưởng lão phụ trách ngoại môn nhưng thực sự là cường giả hư tiên cảnh vốn chỉ phụ trách khảo hạch đệ tử ngoại môn ở tinh diệu thành huyền giang thành loại địa phương chỉ có thể thu nhận đệ tử tạp dịch tình huống bình thường là căn bản sẽ không tới mặc dù có tình huống đặc biệt cũng chỉ là đi ngang qua mang người đi làm sao đột nhiên đi tới trước mặt tiết càn tràn đầy khó tin nhưng không dám thất lễ vội vàng tiến lên khom người bái kiến Quyền Giang thành thành chủ, tiết càn, gặp qua lục phân trưởng lão. Ừm, lục trưởng lão không thèm để ý, tùy ý khoát tay áo, nhìn về phía Hoác Giang Hà. Thế nào, hắn có xuất hiện? bẩm báo trưởng lão, cụ thể là ai thì không rõ ràng, chẳng qua. Có lẽ liên quan đến thiện hiểu thiên. Hoác Giang Hà chỉ một chút. Tối hôm qua ở thông thần điện, thiên nhai nhờ hắn hỗ trợ, chính là để hắn đúng giờ xuất hiện ở đây, kết quả có hắn tỏa chấn, thiện hiểu thiên mới có thể cọ rửa oan khuất, rực rỡ hào quang. Bởi vậy vị này coi như không phải thiên nhai, khẳng định cũng có liên hệ cực lớn. Hắn, lục vân trưởng lão mang theo nghi ngờ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, thực lực cụ thể của vị này. Đại thánh tam trọng đại viên mãn. Thực lực như vậy, liền có thể giết rất nhiều đệ tử của hắn quăng mũ cởi giáp. Là như vậy, thấy đối phương không tin, hoặc Giang Hà nói rõ chi tiết một lần, nghe xong giới thiệu lông mày lục vân trưởng lão trầm xuống thiên tài như thế ở trong phạm vi lăng vân kiếm các quản lý lại bị người thiết kế nhận đái ngộ không công bằng như vậy tương đương trực tiếp đánh mặt của hắn cố nén không vui nhìn lại ngươi là thiện hiểu thiên vâng thiện hiểu thiên hành lễ có nguyện ý gia nhập lăng vân kiếm các hay không lục vân trưởng lão hỏi thiện hiểu thiên sửng sốt lặng lẽ quay đầu nhìn lão sư cách đó không xa thấy hắn âm thầm gật đầu, vội vàng khom người. Nguyện ý. Rất tốt. Lục vân trưởng lão gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử kiếm các. Ai dám bắt nạt ngươi, chính là đối nghịch kiếm các, cần thừa nhận lửa giận của kiếm các. Ách! Thiện hiểu thiên ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng cần lần nữa khảo hạch, thi triển thực lực, không ngờ tới đơn giản như vậy. Nếu không biết đối phương thật sự là trưởng lão, còn tưởng rằng là diễn ý kịch sớm nghe nói trưởng lão ngoại môn lục vân của kiếm các chịu trách nhiệm thu nhận học sinh, tính cách hùng hùng hổ hổ, không nghĩ tới như vậy. Chúc mừng hiểu thiên hiền chất trở thành đệ tử kiếm các. Tiết càn phản ứng cực nhanh, vội vàng cười ha hả đi tới trước mặt, không có chút khó xử nào như trước đó. Không để ý tới đối phương, thiện hiểu thiên hít sâu một hơi, giống như hạ quyết định gì đó, hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Bẩm báo trưởng lão, xin vì đệ tử làm chủ cứ nói đừng ngại lục vân trưởng lão vẫy tay một cái thiện gia ta là đại gia tộc của huyền giang thành bởi vì chiến lược quá mạnh bị phủ thành chủ ham muốn thi triển quỷ kế dẫn đến cả nhà diệt việt đây là chứng cứ thiện hiểu thiên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài đưa tới gia tộc bị hủy diệt dịch lão vẫn chưa ngừng nghỉ bốn phía siêu tập chứng cứ kèm theo siêu tập càng nhiều càng biểu hiện liên quan đến vị thành chủ trước mắt trước đó không dám nói ra giờ phút này trưởng lão Lăng Vân kiếm các tới, đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Mấu chốt là ý tứ của lão sư. Nhận lấy ngọc bài, cúi đầu liếc nhìn, con mắt của lục vân trưởng lão nhất thời híp lại. Phía trên ghi lại chứng cứ, từng cái cực kỳ rõ ràng, không có bất kỳ sơ suất cùng sai lầm. Mỗi một cái đều cho thấy, thiện ra trên trăm nhân khẩu, đều cùng thành chủ tiết càn, có quan hệ không thể dứt bỏ. Người có lời gì để nói? Quay đầu nhìn lại, Tiện tay ném ngọc bài tới trước mặt. Tiết Càn vội vàng cầm lấy liếc mắt nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại, quỳ mọp xuống đất. "Lục trưởng lão, oan uổng, hai nhà chúng ta sớm kết thân, xuống tay với bọn họ, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì." Cái này nhất định là da nữ không hiểu chuyện, chạy tới từ hôn, dẫn đến Hiểu Thiên Hiền chất không vui, mới gây ra hiểu lầm. "Còn xin trưởng lão Minh dám?" "Minh dám? Tốt, ta sẽ cho ngươi trả lời thỏa mãn." Hừ một tiếng, lục trưởng lão không nhiều nói, cũng không để ý tới thành chủ quỳ trên mặt đất, mà nhìn về phía thiện hiểu thiên. Người viết chứng cứ này, tuy có lý có cứ, nhưng thời gian lâu dài, rất nhiều đã điều tra không ra, lại thêm đối phương thân là thành chủ, cố ý che giấu dấu vết mà nói, xem như ta cũng bất lực. Vâng, thiện hiểu thiên cúi đầu. Hắn biết điểm ấy. Gia tộc thảm tao hủy diệt đã qua 10 năm, trong vòng 10 năm, huyền Giang Thành không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa, cho dù những chứng cứ này là đúng, cũng đã vật đổi sao rời, thẩm tra không tới. Huống chi, vị thành chủ này mua danh cầu lợi, vì danh tiếng, ngay cả sự tình từ hôn cũng làm ra được, diệt môn dính dáng lớn như vậy, khẳng định đã sớm xử lý giọt nước không lọt, muốn kiểm tra cũng không thể nào tra được. Không có chứng cứ xác thật, liền muốn giết chết một vị thành chủ, tương đương miệt thị uy nghiêm của Lăng Vân Kiếm Các. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ mắt lục vân trưởng lão sáng lên, đó chính là có đầy đủ thực lực để lăng vân kiếm các cũng vì đó kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không bởi vì một thành chủ thành thị tam lưu nho nhỏ mà đắc tội. còn có trở thành đệ tử nội môn của lăng vân kiếm các, một khi thành công, kiếm các có nghĩa vụ giúp mình đệ tử xử lý phiền phức để cho hắn an tâm tu luyện. đệ tử nội môn thiện hiểu thiên sướng sở, lăng vân kiếm các ở huyền giang thành chỉ thu nhận đệ tử tạp dịch ngay cả một nhân vật hầu hạ người như thế, đi qua khảo hạch, tiết cầm đuôi cũng muốn vỉnh trên trời, tự cho là một bước lên trời, trông mong chạy tới tử hôn, thật muốn trở thành đệ tử nội môn, địa vị còn trên đám người hoác giang hà, so với huyền giang thành thành chủ, trọng yếu hơn gấp trăm lần. Tự nhiên sẽ được kiếm các bảo vệ. Chỉ là, thực sự quá khó khăn. Hoác giang hà đường đường cổ thánh tầng thứ tư phá toái hư không, cũng không vào được, hắn chỉ có đại thánh tam trọng đại viên mãn, làm sao có thể. Không sai, đệ tử nội môn của Lăng Vân Kiếm Các, mỗi một vị đều là tài sản của Kiếm Các, địa vị so với ta chỉ mạnh không yếu. Chỉ cần ngươi thành công, cho dù không có chứng cứ, giết vị thành chủ này, cũng không có người sẽ nói cái gì. Lục Vân trưởng lão thản nhiên nói. Pháp luật mãi mãi chỉ giam cầm tiểu nhân vật, cường giả chân chính, quy tắc căn bản khống chế không đến, chớ nói chi là chứng cứ. Giết liền giết, một thành chủ thành trấn tam lưu mà thôi, chết một cái, khẳng định sẽ có người thay thế, so sánh với đệ tử nội môn, cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt liền biết. Cái này, không nghĩ tới lục vân trưởng lão nói ra lời này, lông mày tiết càn nhảy loạn. Chẳng lẽ đối phương là muốn, để thiện hiểu thiên khảo hạch trở thành đệ tử nội môn? Chẳng qua, độ khó khảo hạch đệ tử nội môn, hắn biết, cái tên này, dù thiên tư không tệ, nhưng muốn thành công, gần như không có khả năng. Xin hỏi trưởng lão, đệ tử nội môn khảo hạch thế nào? Ta nguyện ý thử một lần. Trầm tư phút chốc, Thiện Hiểu Thiên nói: "Khảo hạch nội môn, không nhìn tu vi, mà nhìn tiềm lực cùng thiên tư. Tiềm lực cùng thiên tư cao, dù tu vi thấp một ít, cũng có thể trực tiếp tiến vào, không cần đi qua ngoại môn lịch luyện. Tình huống bình thường, cần khảo hạch có hai cái. Thứ nhất, trước 17 tuổi trở thành cổ thánh. Thứ hai, thông qua nội môn khảo hạch kiếm thuật" Lục vân trưởng lão thản nhiên nói. Người bây giờ bao nhiêu? Ta 16 tuổi, chẳng qua. Sừng sốt một chút, thiện hiểu thiên vừa định nói tiếp, liền bị lão giả cắt đứt. Không đến 17 là được, hiện tại là đại thánh tam trọng đại viên mãn, chứng minh 17 tuổi có cơ hội đột phá đến cấp bậc này. Còn nội môn khảo hạch kiếm thuật, Hoác Giang Hà là đệ tử ngoại môn đại sư huynh, kiếm thuật đã phù hợp tiêu chuẩn nội môn, chỉ cần cùng cấp bậc, có thể chiến thắng. Liên đại biểu thông qua Cùng cấp bậc chiến thắng Thiện Hiểu Thiên có chút khẩn trương Hắn chỉ cùng lão sư học một đêm kiếm pháp Đối phương là cao thủ kiếm các Luyện kiếm không dưới 20 năm Cùng cấp bậc muốn thắng được Chỉ sợ rất khó Lục Vân Trưởng lão nói Không sai, người có dám thử một chút không Nguyện ý thử một lần Không trần chờ quá lâu Thiện Hiểu Thiên gật đầu Chuyện này với hắn mà nói Là một cơ hội chỉ cần bỏ lỡ, lại nghĩ báo thù, gần như không có khả năng. Dù sao Tiết Càn biết mình muốn giết hắn, lại biết đi vào kiếm các, há có thể một mực đợi ở chỗ này chờ chết. Khẳng định đã sớm chạy trốn. Thế giới lớn như vậy, một khi trốn đi, lại nghĩ tìm tới, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Rất tốt. Lục Vân trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Hoắc Giang Hà. Đè thấp tu vi giống như hắn, dùng ra toàn lực chiến đấu, không được hạ thủ lưu tình. Vâng. Hoác Giang Hà gật đầu, mấy bước đi tới trước mặt, tu vi thời gian nháy mắt liền áp chế đến đại thánh tam trọng. Mời. Hai người tách ra đứng vững, riêng phần mình tay cầm trường kiếm. Lão sư. Lần đầu tiên cùng loại cường giả này tỉ thí, thiện hiểu thiên có chút nóng nảy, nhìn về phía lão sư, chỉ thấy người sau, trên tay vẫn mang theo xích sắt, hít mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình. Xem ra, hắn căn bản không quản. Liều mạng, Thiện Hiểu Thiên cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Lão sư đã cho hắn nhiều như vậy, có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, Mấu Chốt nhìn hắn, không thể lùi bước. Hô. Chỉ một chút thời gian, Hoắc Giang Hà đối diện đã cầm trường kiếm đi tới trước mặt, kiếm mang lóe lên, hóa thành Giang Hà. Thiện Hiểu Thiên vốn cho rằng khẳng định phải hết toàn lực, nhìn rõ ràng kiếm pháp của đối phương, nhịn không được sướng sờ. Kiếm chiêu của đối phương biến hóa, dù phức tạp nhưng lão sư dường như tất cả đều nói qua, trước mắt chiêu số hoa lệ, giống như mỹ nữ mặc trang phục tiệc tối, lại hoa lệ, lại đoan trang. Sau khi cởi xuống, cũng giống những nữ nhân khác như đúc. Sẽ không nhiều ra một cái linh kiện, cũng sẽ không thiếu một bộ phận. Biết những cái này, còn lại liền đơn giản. Loại bỏ hư vọng, nhắm thẳng vào bản chất, thời gian nháy mắt, thiện hiểu thiên tìm ra bảy tám loại phương pháp phá giải. Trường kiếm đưa về phía trước, lập tức đâm vào một chỗ trong Giang Hà. Hoác Giang Hà sững sờ, nhịn không được nhảy về phía sau. Thấy phương pháp lão sư quả nhiên hữu hiệu, thiện hiểu thiên lần nữa đâm ra một kiếm. Cái trước lần nữa lui về phía sau. Một cái tiến lên một cái lui về phía sau, liên tục hơn 20 chiêu, trường kiếm không có chạm, Hoác Giang Hà lại lui hơn 40 bước. Cái kiếm pháp này, thật mạnh, đám người hồ bân, hoàng thao, tất cả đều xứng tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, tựa như quái vật. Hết chương 3584. Chương 3585, Thiện Hiểu Thiên sinh nhật. Trước đó ở thông thần điện, cùng thiên nhai giao đấu. Kiếm pháp của đối phương, như thần long không nhìn thấy quý tích, tuy biết rất mạnh, nhưng không biết mạnh ở nơi nào. Cũng chính cái gọi là, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Mà thiện hiểu thiên này dùng kiếm, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra mục đích cùng chiêu số của đối phương, mỗi một cái đều đâm vào chỗ chiêu số thiếu hụt của sư huynh Hoác Giang Hà. Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, đâm ra hơn 20 chiêu, để Hoác sư huynh ngay cả phản kháng cũng không thể. Coi như đệ tử nội môn chân chính, cũng không có loại kiếm thuật này. Cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Có phải thiên nhai hay không? Cũng nhịn không được nữa, thanh niên mặt chữ quốc hỏi. Hắn không cùng thiên nhai giao thủ qua, cũng không biết chiêu số cùng thủ đoạn của đối phương, nhưng mấy người khác đều đối chiến qua, có lẽ có thể nhìn ra dấu vết để lại. Thiên Nhai vừa động thủ, chúng ta liền chết, chiêu số phổ thông, không có thi triển qua, cho nên nhìn không ra, trừ khi thi triển chiêu kia mới có thể xác nhận." Vân Phi Dương nói. "Không phải bọn họ nhãn lực không được, mà chiêu ném kiếm kia thực sự quá mạnh. Vừa ra tay liền kết thúc, nhìn không ra thực lực người thi triển. Hiện tại kiếm thuật phổ thông là không cách nào nhìn ra hiện tại loại tình huống này dường như hoác sư huynh còn không cách nào ép đối phương thi triển ra chiêu kia hoàng thao cười khổ mọi người yên lặng không ra chiêu kia liền ép sư huynh liên tiếp lui về phía sau không cần thi triển sư huynh khẳng định cũng sẽ thua như vậy liền thủy chung không cách nào xác nhận đối phương có phải hay không thật ra thì cũng không phải không có cách nào xem ta buồn bực phút chốc thanh niên mặt chữ quốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước trực tiếp hô lên sư huynh dùng nhất nhãn giang hà nhất nhãn giang hà không riêng gì ngoại hiệu của hoác giang hà ở thông thần điện còn là kiếm chiêu hắn am hiểu nhất thi triển chiêu này tựa như liếc mắt nhìn sang sông hồ thao thao bất tuyệt thanh thế kinh người dựa dẫm chiêu kiếm pháp này hoác giang hà ở ngoại môn một đường nghiền ép hầu như không người có thể địch cũng bởi vậy đánh ra địa vị đại sư huynh tốt nghe được tiếng la Hoắc Giang hà rõ ràng ý tứ của các sư đệ. Lúc này hét dài một tiếng. Trường Kiếm lăng không, chân khí đi khắp. Phía trước phảng phất như lập tức xuất hiện một con sông rộng lớn, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ. Nhìn vị trước mắt này thi triển tuyệt chiêu, thiện hiểu thiên không trần chờ chút nào. Trường Kiếm trong tay lắc một cái, lập tức huyền phù lên. Đối phương đứng ở đối diện sống, muốn đánh bại chỉ có thể sử dụng phi kiếm. Hô, oh, một kiếm phá không một kiếm này hắn tu luyện chọn một đêm, không dưới hơn ngàn lần, thân kiếm lay động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước cổ họng Hoác Giang Hà. Nguy rồi! Đồng tử co rụt lại, Hoác Giang Hà không dám áp chế, lực lượng toàn thân lập tức bùng nổ trùng kích ra. Thánh vực tứ trọng phá toái hư không? Lực lượng khôi phục, lúc này mới ngăn kiếm của đối phương ở bên ngoài, sợ chảy mồ hôi lạnh. Nếu như cùng cấp bậc, chỉ sợ một chiêu này đã chết là hắn. Nhìn thấy thi triển ra chiêu này, mọi người đều tràn đầy kích động. Đã không cần đoán, thiện hiểu thiên chính là thiên nhai. Thân thể thiết càn thoáng một cái, té ngã trên đất. Từ đêm qua trở về vẫn nghĩ, siêu cấp cao thủ tên là thiên nhai kia đến cùng là ai, nằm mơ cũng không ngờ tới. Chính là con rể bị hắn ghét bỏ, xem thường. Tiết cầm càng sắp phát điên. Cái tên này là thiên nhai, chẳng phải đại biểu, mình đã bại làm tỷ nữ đối phương. Vị hôn thê không muốn làm, thành tỷ nữ. Hận không thể lập tức móc hai mắt của mình ra. Rõ ràng là Châu Ngọc lại bị xem như gạch ngói vụn, tùy tiện vứt bỏ. Thiện hiểu thiên chiến thắng. Nhìn toàn bộ trận chiến ở trong mắt, lục phân trưởng lão tràn đầy cao hứng gật đầu, tuyên bố kết quả. Khó trách vị này, trước đó không có trực tiếp đáp ứng gia nhập lăng vân kiếm các, nguyên lai là chờ hiện tại, muốn triệt để đánh mặt thành chủ. Để hắn vì sự tình lúc trước làm mà sám hối. Người trẻ tuổi, hỏa khí luôn lớn. Chẳng qua, bị hại đến cửa nát nhà tan, đổi lại ai cũng sẽ làm như vậy. Thành công đánh bại Hoắc Giang Hà, nhất định có thể nhẹ nhóm thông qua đệ tử nội môn khảo hạch, dưới tình huống không đủ tài nguyên, 16 tuổi liền đến Đại Thánh Tam Trọng Đại Viên Mãn, đi vào tông môn, trước 17 tuổi tấn cấp cổ thánh, không khó lắm. Nhìn về phía vị trước mắt này, Lục Vân trưởng lão càng xem càng thỏa mãn hiện tại ta tuyên bố đặc biệt tuyển ngươi thành đệ tử nội môn của lăng vân kiếm các nắm giữ tất cả quyền lợi của đệ tử nội môn đa tạ trưởng lão thiện hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm trực tiếp quỳ dạp xuống đất có thân phận này cho dù không có chứng cớ xác thật cũng có thể chém giết thành chủ vì cha mẹ báo thù ngươi muốn làm gì giữa chúng ta có quan hệ thông gia ta là nhạc phụ của ngươi thấy ánh mắt hắn nhìn tới tiết càn biến sắc liên tiếp lui về phía sau còn xin Hoắc sư huynh ra tay hắn bắt, ta muốn vì gia tộc 97 sinh mệnh báo thù." Hàm răng cắn chặt, trong ánh mắt thiện hiểu thiên mang theo sát ý. "Thời điểm ngươi giết tộc nhân ta, vì sao không nói là nhạc phụ của ta? Thiết kế hại ta, suýt chút nữa bị Sơn Tặc giết chết, vì sao không nói là nhạc phụ của ta? Bây giờ lại muốn nói, đã chậm." Đám người Hoắc Giang Hà đồng loạt ra tay, dù tiết cản rất mạnh, nhưng thực lực đám người Vân Phi Dương hoàng thao không hề yếu, lại thêm thân là đệ tử kiếm các, kiếm thuật hơn người, dễ như trở bàn tay liền chế ngự. Ta không giết người vô tội, nơi này không chỉ có chứng cứ người đối phó thiện ra chúng ta, còn có những năm này làm chuyện ác. Lần nữa lấy ra một ngọc bài, chân khí của thiện hiểu thiên tràn vào, bên trong bay ra một mảng lớn văn tự, viết rõ ràng tội danh đối phương. Sự tình ở thu thảo nguyên lại là hắn làm, ta vẫn cho là sơn tặc gây nên, liễu gia chủ lại bị hắn cướp sạch, giết một nhà bọn hắn hơn 40 người. Vị tiểu thư trần gia kia, trước khi chết gặp phải lăng nhục, thua thiệt hắn có mặt nói là hái hoa đạo tặc, thân là thành chủ, vậy mà làm ra sự tình rắn rết như vậy. Buồn cười ta một mực lấy hắn làm thần tượng, cảm thấy là thành chủ cương trực công chính, không nghĩ tới sau lưng che giấu nhiều chuyện xấu như thế. Nhìn rõ ràng văn tự phía trên, mọi người xôn xao. Thành chủ tiết càn, những năm này làm công việc mặt mũi rất nhiều, trong thành rất có uy tín, trên thực tế sau lưng làm sự tình, lại khiến người ta tức lộn ruột. Giờ phút này toàn bộ vạch trần ra, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác lật đổ. Người còn có lời gì để nói? Tiết Càn thấy cảnh này, vẻ mặt trắng bệch, thiện hiểu thiên cũng nhịn không được nữa, tay cầm trường kiếm đi tới trước mặt, chỉ cần mũi kiếm vươn ra, liền có thể nhẹ nhõm đâm xuyên cổ họng đối phương, triệt để báo thù. Ta, thân thể run lên, tiết càn nói không ra lời. Tuy những năm này hắn nấp rất kỹ, nhưng việc này toàn bộ vạch trần ra, chỉ cần xem kỹ, khẳng định vẫn có dấu vết để lại. Nếu như đối phương chỉ là người bình thường, hoàn toàn có thể một tay che trời, mà bây giờ thành đệ tử nội môn, đã không có khả năng xoay người. Người không thể giết cha ta. Ngay thời điểm hắn nhắm mắt đợi chết, tiết cầm niên cuồng lao đến, cao giọng gào thét. Không thể giết. Thiện hiểu thiên hơi hít mắt, không sai ngươi không có tư cách trở thành đệ tử nội môn của lăng vân kiếm các tự nhiên không cách nào xử quyết cha ta tiết cầm cắn răng không có tư cách ngươi ý tứ nói là khảo hạch của ta không có tính công chính thiện hiểu thiên còn chưa lên tiếng sắc mặt của lục vân trưởng lão không khỏi trầm xuống hắn ở trước mặt nhiều người như vậy tiến hành khảo thí hoác giang hà cũng thi triển ra toàn lực sao có thể hoài nghi tiểu nữ không dám Tiết cầm ngẩng đầu nhìn tới. Vừa rồi lục trưởng lão nói, muốn trở thành đệ tử nội môn, cần hai điều kiện, vừa rồi khảo hạch kiếm pháp, công bằng công chính, không dám có bất kỳ dị nghị, nhưng trước 17 tuổi đi đến cổ thánh, cũng chính là điều kiện thứ nhất trưởng lão nói tới, ta không đồng ý. a à, lục vân trưởng lão nhìn qua, ta cùng thiện hiểu thiên có hôn ước, cho nên biết ngày sinh tháng đẻ của hắn, sinh nhật của hắn chính là giờ thân hôm nay. Nói cách khác, qua giờ thân là 17 tuổi. Tiết cầm siết chặt nắm đấm. Bây giờ cách giờ thân, chỉ còn lại hơn một canh giờ, hắn chỉ có đại thánh tam trọng đại viên mãn, làm sao có thể ở trước 17 tuổi đi đến cổ thánh. Không đạt tới, có phải liền không cách nào trở thành đệ tử nội môn hay không? Cái này, lục vân trưởng lão sừng sốt, nhìn thiện hiểu thiên, chỉ thấy người sau hơi đỏ mặt. Sinh nhật của ta, quả thực là giờ thân hôm nay. Thiện hiểu thiên khó xử vừa rồi hắn muốn nói, kết quả bị lục trưởng lão cắt đứt. Nghĩ đến vì có thể báo thù, có thể không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần về sau cố gắng là được, không nghĩ tới bị tiết cầm nói ra. Thấy hắn thừa nhận, lục phân trưởng lão nhịn không được ngẩng đầu nhìn mặt trời cách đó không xa, chỉ thấy mặt trời đã ngã, buổi trưa đã quá nửa, nói cách khác, cách sinh nhật đối phương 17 tuổi, đã không đủ một canh giờ dưới. Thời gian ngắn như vậy, từ đại thánh tam trọng đại viên mãn tấn cấp đến cổ thánh, quả thực không có bất kỳ khả năng gì. 17 tuổi không đạt tới cổ thánh, liền không có tư cách trở thành đệ tử nội môn của Lăng Vân kiếm các, tự nhiên cũng không có tư cách xử quyết vị thành chủ trước mắt này. Cái gọi là báo thù đã thành chuyện cười. Xem ra đây là thiên ý. Lục Vân trưởng lão cười khổ lắc đầu. Còn tưởng rằng có thể thu nhận một vị đệ tử nội môn, không nghĩ tới xuất hiện loại biến cố này. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại không thành được đệ tử nội môn trở về chỉ cần cố gắng tu luyện, đuổi ở trước 30 tuổi, đi đến cổ thánh tứ trọng, đồng dạng có cơ hội. Đệ tử nội môn, cũng không phải vừa đúa cả nắm, một đòn chết chắc, nếu không đám người hoác giang hà cũng không có cơ hội. Chỉ cần trước 30 tuổi đi đến cổ thánh tứ trọng, kiếm thuật đi qua khảo hạch, đồng dạng có thể tiến vào. Chẳng qua như vậy, Thu khẳng định là báo không được nữa. Hắn thân là trưởng lão, tuy có thể báo lên việc xấu của vị thành chủ này, nhưng chờ kiếm các phái gia đoàn điều tra tra rõ ràng việc này không biết năm nào tháng nào ở trong lúc này có thể xuất hiện biến cố hay không ai cũng không biết vâng hốc mắt thiện hiểu thiên đỏ lên siết chặt nắm đấm vốn cho rằng ngày hôm nay có thể báo đại thù nằm mơ cũng không nghĩ đến cuối cùng vẫn sắp thành lại bại thất bại trong gang tấc nhưng vào lúc này một thanh âm nhàn nhạt vang lên còn có một canh giờ rưỡi ai nói ngươi không cách nào đột phá đến cổ thánh. Vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy lão sư một mực ngủ gật, chẳng biết lúc nào đứng lên, trên tay còn mang theo xích sắt, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh đạm mà tự tin. Hết chương 3585. Chương 3586. Thiện Hiểu Thiên xung kích cổ thánh. Lão. Thiện Hiểu Thiên tràn đầy kích động, vừa định hô lên lão sư, chỉ thấy đối phương khe khẽ lắc đầu, nhịn không được ngừng lại vừa rồi lão sư đặc biệt truyền âm nói với hắn, bản thân làm người khiêm tốn, không nguyện ý suốt đầu lộ diện, lén lút có thể hành lễ thầy trò, nhưng trước người ngoài, liền nói là bạn. Lấy tuổi tác của hai người bọn họ, chắc hẳn không ai sẽ nghi ngờ. Tại Hạ Trương Huyền, là bằng hữu của thiện hiểu thiên, gặp qua lục trưởng lão. Trương Huyền chậm rãi đi tới. Thấy rõ dung mạo của hắn, hoác giang hà lộ ra biểu lộ mất tự nhiên. Hồng nhạn thương hội, hai người giao thủ qua, lúc ấy đối phương bọc một thân băng gạc, che đậy dung mạo, bởi vậy vừa rồi không nhận ra, giờ phút này thanh âm nói chuyện lại thêm dáng người, chỗ nào không biết là ai. Người nói trong vòng một canh giờ rưỡi, thiện hiểu thiên có thể đột phá cổ thánh. Lục vân trưởng lão nhíu mày. Vâng, Trương Huyền gật đầu. Ta bị thương là hắn cứu, biết thực lực chân chính của hắn. Trên thực tế đã sớm đột phá đến cổ thánh, nhưng vì giúp ta chữa thương, hao tổn quá lớn, mới hạ thấp về đại thánh tam trọng chỉ cần xử lý thỏa đáng một canh giờ rưỡi khôi phục như lúc ban đầu không khó lắm bản thân vốn là cổ thánh tràn đầy nghi ngờ lục phân trưởng lão lần nữa nhìn về phía thiếu niên trước mắt cổ thánh mà như vậy biên nói dối cũng phải có cái tiêu chuẩn a há miệng nói bậy thật được sao thiện hiểu thiên cũng ngẩn ngơ triệt để bối rối hắn hôm qua vẫn chỉ là thánh vực lục trọng sau khi giết chết cổ trùng bạo tăng đến đại thánh tam trọng đã rất nghịch thiên, lão sư lại nói, bản thân vốn là cổ thánh. Ta lúc nào thành cổ thánh? Sao chính ta không biết? Cho ta một canh giờ rưỡi, tuyệt đối không thể có người quấy dày, bảo đảm để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thấy mọi người không tin, Trương Huyền nói. Muốn nói một canh giờ rưỡi, giúp người tăng lên hai đại cấp bậc, biến thành cổ thánh, khẳng định không ai tin. Thật muốn làm được, bề ngoài khẳng định không được, làm không cẩn thận còn bị người chụp tới làm chuột bạch, cẩn thận nghiên cứu. Suy đi nghĩ lại, chỉ có nói dối xưng đối phương vốn là cổ thánh. Khôi phục thực lực, khẳng định không có để cho người ta khiếp sợ như nhanh chóng tăng lên. Ai, vì khiêm tốn, thật sự là phí sức khổ tâm, trương huyền ta, chính là làm việc tốt không lưu danh như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Không để người quấy dày, lại có gì khó. Thấy hắn nói lời thề son sắt, Tuy không quá tin tưởng, nhưng Lục Vân Trưởng lão vẫn gật đầu, nhìn về phía Hoắc Giang Hà. Đưa bọn hắn đến một vị trí yên tĩnh, vừa vặn thừa dịp hiện tại, khảo hạch thí sinh khác một chút. "Vâng." Hoắc Giang Hà lên tiếng, dẫn đường. Hắn ở phủ thành chủ đã mấy ngày, hết sức quen thuộc, đối phương an bài cho mình tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, người ngoài chắc chắn sẽ không tới quấy rầy. Rất mau tới trong sân, an bài xong, Hoắc Giang Hà xoay người rời đi, đi vào phòng thiện hiểu thiên đóng cửa, xoay người quỳ gối trước mặt lão sư. Lão sư, ta căn bản không phải cổ thánh a hát. Có phải cho rằng vừa rồi ta là đang nói dối hay không? Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Thiện hiểu thiên hơi đỏ mặt. Thân là đệ tử, cho rằng lão sư nói dối, bản thân là đại bất kính. Người thật sự không có đi đến cổ thánh, nhưng không có nghĩa là một canh giờ, không cách nào tấn cấp đến cấp bậc này. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng một canh giờ tấn cấp hai đại cấp bậc thiện hiểu thiên tràn đầy mê man không phải không tin mà là khó tin nếu như tu vi dễ dàng tấn cấp như vậy cao thủ khẳng định đâu đâu cũng có từ giờ trở đi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta đừng có phản kháng ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó trương huyền nói vâng thiện hiểu thiên gật đầu từ một khắc bái sư kia hắn đã có quyết định tuyệt không chống lại mệnh lệnh của lão sư Trương Huyền nhìn qua nói: "Mặc dù 10 năm qua ngươi hấp thu linh khí, không chuyển hóa thành chân khí, lưu ở trong cơ thể, nhưng không ngừng rèn luyện linh khí, để ngươi thân thể kinh mạch vượt xa người bình thường, đã có thể so sánh với cổ thánh, chỉ cần nghĩ biện pháp sửa đổi kinh mạch một chút, để tu vi đột phá cũng không khó." Thay đổi kinh mạch, Thiện Hiểu Thiên càng thêm mơ hồ. Cái này cũng có thể thay đổi. Kinh mạch không phải vừa ra đời liền cố định một khi thay đổi, rất dễ dàng tử vong sao. Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, trên thực tế chính là tu luyện không đúng phương pháp, chân khí đi vào kinh mạch sai lầm. Chỉ là chân khí đi nhầm liền như thế, thay đổi kinh mạch, thật có thể sống. Không sai, đây là ta vừa phát hiện, còn chưa có thử nghiệm qua, người có nguyện ý thử một lần hay không. Thành công, một bước lên trời, đi đến cổ thánh, không thành công. Có khả năng biến thành phế nhân, lại không cách nào tu luyện vẻ mặt trương huyền nghiêm túc thiện hiểu thiên chỉ cảm thấy ra đầu nổ tung khóc không ra nước mắt náo loạn nửa ngày những cái này chỉ tồn tại ở trong lý luận căn bản không có người thí nghiệm qua như vậy liền để hắn thí nghiệm vị lão sư này tâm thật đủ lớn tuy cho rằng bái vị lão sư này có chút không đáng tin cậy thiện hiểu thiên vẫn gật đầu trong ánh mắt không có lo nghĩ cái mạng này của ta là lão sư cho không có lão sư đừng nói đại thánh khả năng người đã sớm chết, có gì không dám? Đã dám, còn lại liền đơn giản. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Hắn cũng không nói dối, cái gọi là phương pháp quả thực là vừa mới nghĩ ra. Dưới tình huống bình thường, dựa theo hắn chỉ điểm tu luyện, chỉ cần tài nguyên đủ, trong vòng vài ngày đột phá đến cổ thánh, rất dễ dàng làm được, muốn một canh giờ. Hai cái cấp bậc, trừ khi thiên đạo công pháp. Nhưng loại công pháp này trừ hắn, người bình thường căn bản tu luyện không được coi như truyền thụ, cũng không cách nào làm được, làm không cẩn thận còn sẽ bị thiên đạo trực tiếp nghiền chết. Cho nên chỉ có thể nghĩ con đường khác. Đi qua quan sát, hắn phát hiện kinh mạch của người thượng thương càng thêm chính xác hơn dị linh tộc, nhưng vẫn không có đi đến tình trạng hoàn mỹ vô khuyết. Kinh mạch nhân tộc sai lầm rất nhiều, trưởng thành chỉ là người bình thường, nhân loại ở chư tử bách ra sai lầm ít chút, trưởng thành đi đến tông sư cảnh, dị linh tộc sai lầm càng ít, trưởng thành đi đến hóa phàm cảnh, người sinh trưởng ở thượng thương, sai lầm ít nhất, trưởng thành là thánh vực cửu trọng. Trải qua những cái này có thể suy đoán, nếu như kinh mạch thay đổi, trở nên không có thiếu hụt, lại phối hợp đủ chân khí, có thể giống như thánh thú thay đổi huyết mạch, từ đó tu vi nhanh chóng tăng thêm hay không. Trước đó đám người trịnh dương, cũng bởi vì sửa lại kinh mạch, lúc này mới nhanh chóng đột phá đến phá toái hư không, phá vỡ ràng buộc ở danh sư đại lục không cách nào đột phá. Đương nhiên, đây đều là suy luận, cũng chưa thành công qua, chỉ có thể lấy vị trước mắt này làm thí nghiệm. Cổ tay khẽ đảo, một cái nồi lớn cùng củi xuất hiện ở trong gian phòng, ngay sau đó ra ngoài sách thùng nước, đốt sôi sùng sục. Có chư Phật giới chỉ, biết về sau có thể sẽ bị thương, sớm chuẩn bị xong nồi củi. Ngoan, đi ra tắm rửa. Tinh thần câu thông đan điền, rất nhanh một cái hồ lô xuất hiện ở phía trước, rơi vào trong nước sôi trào. Thiên đạo chân khí của hắn, dù cũng có thể khôi phục thương thế nhanh chóng, nhưng người sinh trưởng ở thượng thương, kinh mạch vỡ vụn, xem như hắn cũng không dám bảo đảm, có thể ở trong vòng một canh giờ khôi phục như lúc ban đầu hay không. Cho nên nghĩ đến nước hồ lô tắm. Cái đồ chơi này đối với hắn cũng có công hiệu cực lớn, đại thánh khẳng định càng không có vấn đề. Bên này đun nước, bên kia Trương Huyền nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. "Chịu đựng đau đớn." "Vâng." Thiện Hiểu Thiên gật đầu dựa theo dặn dò khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích tiến về phía trước một bước bàn tay trương huyền ép xuống chân khí thời gian nháy mắt dọc theo huyệt đạo chui vào trong cơ thể đối phương chấn động mạnh một cái phốc thiện hiểu thiên phun máu tươi trong nháy mắt kinh mạch trong cơ thể bị lão sư chấn vỡ đau đớn mãnh liệt để trước mắt hắn tối sầm lại suýt chút nữa ngất đi đổi lại những người khác khẳng định đã sớm không chịu nổi nhưng hắn 6 tuổi bị tai nạn, tâm tính sớm đã cứng rắn như sắt, mặc dù như thế, cũng cảm thấy tùy thời hôn mê. Nhịn xuống, ngàn vạn lần không thể hôn mê. Thấy bộ dạng của hắn, trương huyền bàn giao, thiên đạo chân khí tiếp tục truyền vào, kinh mạch đứt gãy dựa theo đường đi hoàn mỹ kết nối. rèn luyện linh khí thủy ngân, hình thành thiên đạo chân khí càng thêm tinh thuần, chạy ở trong thân thể trọng thương của đối phương, rất nhanh liền lần nữa tạo dựng một bộ kinh mạch mới. Quả nhiên có thể thực hiện, Bất quá thiên đạo chân khí hỗ trợ khôi phục thương thế, quả thực không có nhanh như vậy. Kinh mạch hoàn thành, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình suy đoán là đúng, thiên đạo chân khí khôi phục thương thế, tốc độ rất nhanh, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực đối phương không bị tổn thất quá lớn, hiện tại vị đồ đệ này, nội tức toàn bộ hủy, tương đương với không có một chút thực lực. Loại tình huống này, giống như hắn lúc trước biến thành khung xương, hiệu quả chân khí trở nên yếu đi không ít. Không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào thành công. Lại qua một canh giờ, đối phương liền qua 17 tuổi, thời gian khẳng định không kịp. Bưng nước hồ lô tắm tới. Hay, không có quá nhiều do dự, thiện hiểu thiên nghiến răng uống vào. Thân thể của hắn giống như Trương Huyền nói, 10 năm rèn luyện sớm đã không khác cổ thánh, chỉ uống nước sôi mà nói, còn không đả thương được. Cô cô cô, nước tắm đi vào trong cơ thể, trước đó bị thương nặng, mắt thường có thể thấy được khôi phục không đến một phút đồng hồ, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, thiện hiểu thiên mở to hai mắt nhìn, nằm mộng cũng nghĩ không ra, nước tắm của một cái hồ lô, sẽ lợi hại như vậy. Nhanh hấp thu linh khí, nhanh chóng đột phá. Thấy hắn khiếp sợ, trương huyền cao mày quát. Vâng, thiện hiểu thiên tập trung tinh thần. Vừa rồi kinh mạch vỡ vụn, lực lượng bị hủy, nhưng chân khí vẫn dự trữ ở trong đan điền, cũng không có một hao tổn chút, lúc này hấp thu linh khí, nhất thời kích hoạt cỗ lực lượng này, lần nữa khôi phục đến đại thánh tam trọng đại viên mãn. Trước đó rất khó phá vỡ bích chướng, trong nháy mắt dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Phá, không trần chờ chút nào, vận chuyển chân khí, bỗng nhiên sung kích. Trong chốc lát, phá vỡ ràng buộc, đạt đến đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh. Tu vi mau chóng tiến bộ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Chưa tới một canh giờ, liền cách cổ thánh chỉ có một chân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Bất quá vào lúc này, Trương Huyền rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể thiện hiểu thiên không còn hung mãnh như trước đó, như thủy triều chảy trở về, chỉ kém một bước cuối cùng, lại không cách nào đi qua. Xem ra vẫn còn nghĩ quá đơn giản, cổ thánh là một đại cấp bậc, dù ở thượng thương cũng không dễ dàng. Trương Huyền sầm mặt lại, trong lòng căng thẳng. Hết chương 3586 chương 3587, thành công. Đột phá cổ thánh, cần cổ thánh lực, loại lực lượng này ở thượng thương đâu đâu cũng có, không cần lo lắng, nhưng đây là đại cấp bậc, tương đương với tông sư ở danh sư đại lục, cần đủ tích lũy. Tâm tính, thiên phú của thiện hiểu thiên đều không yếu, thiếu hụt chính là thời gian tích tụ. Nếu như cho một tháng thời gian, không cần bảo vật, bản thân cũng có thể đột phá, nhưng thời gian không đợi người, bây giờ cách 17 tuổi, đã không đến nửa canh giờ, một khi cỗ thủy triều này triệt để chảy về, liền không thể thành công được nữa. Nuốt, lông mày nâng lên, giữa ngón tay trương huyền toát ra kiếm khí, bỗng nhiên vạch cổ tay một cái, máu tươi phun ra, hóa thành một đoàn huyết cầu, thẳng tắp bay về phía đối phương. Mất máu quá nhiều, vẻ mặt cả người có chút trắng xám. Hốc mắt thiện hiểu thiên đỏ lên, há miệng nuốt máu tươi vào, lập tức cảm thấy vô số linh khí khuấy động ở trong người, lực lượng vốn lui bước, trong nháy mắt lần nữa thiêu đốt, sôi trào mãnh liệt. Trương huyền thân là cổ thánh tứ trọng, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa năng lượng to lớn, thoáng cái cho nhiều như vậy, giá trị lớn, so với tiên nguyên đan chỉ mạnh không yếu, bởi vậy không đến một cái hô hấp, vị đệ tử mới thu này lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, chân khí càng ngày càng mạnh. Âm, um, suốt cục, bình chứng cổ thánh không chịu nổi, trong nháy mắt nổ tung, khí tức nhanh chóng tăng vọt cũng không bởi vậy ngừng, vẫn kéo lên như cũ. Duy trì một phút, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Lúc này thực lực của thiện hiểu thiên đã đạt đến cổ thánh nhất trọng huyết mạch kéo dài đỉnh phong, cách chư tử bách ra chỉ kém một bước. Lão sư, tu vi củng cố, thiện hiểu thiên không để ý tới kích động, vội vàng nhìn về phía thanh niên trước mắt. Vì để cho hắn đột phá, lão sư bỏ ra rất nhiều. Cả một đời cũng không thể trả lại. Ta không sao, thời gian sắp tới, mau đi ra, thực lực của ngươi đi đến cổ thánh, hơn nữa còn là nhất trọng đỉnh phong, hẳn lại không người nghi ngờ. Khụ khụ. Trương Huyền mỉm cười, nhịn không được ho khan mấy tiếng. Lần này quả thực thua thiệt lớn. Chỉ riêng mất đi những tinh huyết ẩn chứa năng lượng kia, không có ngoài ý muốn, liền có thể làm hắn tiêu phí ít nhất mấy tháng thời gian khôi phục. "Lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước." Thiện Hiểu Thiên gật đầu, xoay người rời đi. Thấy hắn đi xa, lúc này Trương Huyền mới bất đắc dĩ lắc đầu vừa định hấp thu linh khí khôi phục lực lượng, ngay sau đó nhìn thấy nổi lớn cách đó không xa, vừa rồi nấu hổ lô nước, cũng không uống hết a. À. Trần chờ một chút, bưng lên một chén uống vào. Trong cơ thể nổ vang, thân thể hư nhược, mắt thường có thể thấy được khôi phục, thời gian nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hình như chưa hề bị thương qua. Cái này, trương huyền ngây người, thiên đạo chân khí có thể chữa thương, nhưng chữa trị không được thân thể thiếu hụt, nước hồ lô tắm, Vậy mà có thể nhẹ nhõm làm được, như đầu tiên trong Dragon Bô vậy bảy viên ngọc rồng. Vậy thì có chút quá nghịch thiên. Ngươi đến cùng là cái gì? Lần nữa kìm nén không được, nhìn về phía Hồ Lô. Nói thật cho ngươi biết, Hồ Lô chỉ là biểu tượng của ta, bản thân ta là thần thú tuyệt đỉnh ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân, còn không nhanh tới bái kiến. Hồ Lô uốn éo cái mông. Nghe đối phương thổi, không có đáng tin cậy chút nào. Trương Huyền bất đắc dĩ cất nước còn thừa lại, thu nổi lớn đi ra ngoài. Trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt lần nữa trở nên vàng như nến, đi bộ cũng không ngừng lay động, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Nói thiện hiểu thiên trước đó chính là cổ thánh, để cho người ta tin tưởng rất khó, nhiều nhất nửa tin nửa ngờ. Giờ phút này Tu Vi đột phá, nếu hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài, chẳng phải dẫn tới sóng to gió lớn, còn không bằng giả bộ như bị thương nặng khiến người khác rõ ràng cưỡng ép tăng thực lực lên, cần bỏ ra đánh đổi cực lớn, đánh loại tâm tư này, khẳng định cũng ít đi. Người cho rằng, hắn có thể thành công hay không? Tuyển chọn đệ tử tốc độ rất nhanh, đám người lục vân trưởng lão rất nhanh liền nhàn dỗi, hoàng thao ở một bên nhìn về phương hướng đám người trương huyền biến mất, một bên nhịn không được hỏi. Một canh giờ rưỡi, từ đại thánh tam trọng trở thành cổ thánh. Đây là chuyện không thể nào. Vân Phi Dương lắc đầu. Đúng vậy, coi như ở Lăng Vân Kiếm Các cũng không có nghe qua loại sự tình này, dù sao ta cũng không tin. Thanh niên mặt chữ quốc cũng nói, không riêng gì bọn họ, ngay cả Lục Vân trưởng lão cũng duy trì thái độ hoài nghi. Không cần chờ, một canh giờ rưỡi, có thể để cho hắn đột phá đến cổ thánh, trừ khi thần linh tự mình ra tay. Biết thiện hiểu thiên lập tức liền muốn tới 17 tuổi, vô vọng trở thành đệ tử nội môn, tiết càn mất đi kính sợ, cười lạnh liên tục. Tiếng nói còn không có kết thúc, tiếng bước chân vang lên ngay sau đó nhìn thấy thiếu niên chậm rãi đi tới thế nào lục vân trưởng lão vội vàng nhìn qua may mắn không làm nhục mệnh thiện hiểu thiên mỉm cười vận chuyển chân khí lực lượng trong cơ thể lập tức nổ tung lên khí tức bay thẳng không chung. âm um, chân khí sung kích quá nhanh toàn bộ đại sảnh không ngừng lay động trước đó vây xem hơn nghìn người cảm nhận được áp lực thật lớn tất cả đều cảm thấy hai chân như nhũn ra bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống. Cổ thánh nhất trọng, đỉnh phong. Tiết càn cứng đờ, lời vừa rồi muốn nói, toàn bộ nuốt ở trong miệng, phảng phất như sắp choáng váng. Cách đó không xa, tiết cầm lần nữa phù phù một tiếng, bại liệt trên mặt đất, bờ môi không ngừng run rẩy, một câu cũng nói không ra được. Vị hôn phu nàng xem thường, trong một ngày, lấy phương thức hung hăng nhất đánh tôn nghiêm của nàng không còn lại chút nào, hơn nữa còn là chủng loại trà đạp kia. Hết chương 3587. Chương 3588, Hiểu Thiên báo thù. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm? Nếu hôm qua không náo tàn chạy tới tử hôn, sẽ không náo thành như vậy. Hiểu Thiên hiền chất, giữa chúng ta còn có quan hệ thông gia. Vùng vẫy một hồi, tiết càn mặt dạn mày dày. Quan hệ thông gia. Thiện Hiểu Thiên cười lạnh. Xấu hổ, đây là thư bỏ vợ của ta, tiết cầm hành vi không ngay thẳng. Định giết ta, đã bị ta từ hôn. Ngón tay búng một cái, một trang giấy lập tức bay đi, bồng bềnh trên không trung, phía trên ghi hai chữ từ hôn, giống như càng thêm điên cuồng đập lấy khuôn mặt nữ hài. Từ hôn không được, ngược lại bị từ, trên thế giới mất mặt nhất, chỉ sợ là nàng a. Toàn tâm toàn ý muốn mặt mũi, kết quả thành buồn cười lớn nhất Huyền Giang thành. Phốc, Tiết Cầm nhịn không được nữa, phun mạnh máu tươi. Lục trưởng lão ta từ giờ phút này, xem như thông qua đệ tử nội môn khảo hạch ha. À. Không tiếp tục để ý đối phương, thiện hiểu thiên tiếp tục nhìn qua. Lục vân trưởng lão gật đầu. Vậy là tốt rồi, còn xin làm phiền giang hà sư đệ, hủy bỏ tu vi của tiết khàn, treo ở bên ngoài phủ thành chủ, ghi rõ tội lỗi, chém đầu dân chúng. Thiện hiểu thiên thản nhiên nói. Vâng, hoắc giang hà gật đầu. Đối phương là đệ tử nội môn, hắn chỉ là ngoại môn, liền biến thành sư đệ, đối với lời mình nói, phục tùng vô điều kiện. Cha, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu, ta rốt cục vì các người báo thù. Thời gian không dài, thấy đầu tiết càn bị mang đến, thiện hiểu thiên quỳ dạp xuống đất, nước mắt chảy ròng. Bất kể nói thế nào, hắn chỉ là thiếu niên vừa tròn 17 tuổi, thù hận chôn giấu trọn 10 năm, một khi được báo, không thể kiên trì được nữa. Quay đầu liếc mắt nhìn, ngay sau đó nhìn thấy lão sư sắc mặt trắng bệch đi tới. Vội vàng đứng dậy, tiến lên đón. Nếu như không phải vị trước mắt này, hắn khả năng không gặp được mặt trời hôm nay, sớm đã bị Tiết Trầm Phái Sơn tặc giết. Người không còn, chớ nói chi báo thù, tu luyện, đột phá cổ thánh. Có thể nói, hôm nay tất cả đều là đối phương cho. Rất muốn hiện tại liền nói cho tất cả mọi người, đây là ân sư của ta, thiện hiểu thiên ta có thể có thành tựu hiện tại, đều là hắn ban tặng. Tràn đầy kích động, còn chưa tới trước mặt chỉ thấy lão sư đang run rẩy đứng ở trước đám người Vân Phi Dương, xòe bàn tay ra. Thiện Hiểu Thiên trở thành đệ tử nội môn, các người thân là đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ mỗi người không nên cho mấy viên tiên nguyên đan, chúc mừng thoáng cái sao? Đây cũng không phải thu lễ, mà là tìm kiếm che chở. Chỉ cần hắn ở nội môn đứng vững bước chân, các người được chỗ tốt càng lớn. Thiện Hiểu Thiên cứng đờ. Đây là tại thu, phí bảo hộ. Đây thật là lão sư khiêm tốn, Nhiêm cẩn, cương trực công chính của ta. Làm sao cảm giác sốc nổi như vậy đau? Mấy người Vân Phi Dương cũng mộng bức. Vốn thấy thiện hiểu thiên quả nhiên ở trong vòng một canh giờ dưới đột phá hai đại cấp bậc, suy đoán khẳng định là công lao của vị này, muốn cẩn thận hỏi thăm, lại thấy hắn một mặt hưng phấn tới đòi hỏi đan dược. Lại không có tâm tình gì. Xem ra thiện hiểu thiên ở trước kia đã đi đến cổ thánh. Đối phương chỉ là dùng phương pháp đặc thù, cọ rửa để khôi phục thực lực mà thôi. Nếu không cao thủ có thể khiến người ta nhanh chóng tấn cấp, sẽ không biết xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy, công khai đòi phí bảo hộ. Quá căng đi, khủ khủ, lục vân trưởng lão không nhìn nổi, ho khan một tiếng, phá vỡ khó xử. Thiểu thiên, đệ tử nội môn, có thể mang người hầu, đệ tử tạp dịch về tông môn, theo chúng ta đi đi. Quyền giang thành đối với người mà nói, đã không có gì đáng giá lưu luyến vâng thiện hiểu thiên gật đầu gia cừu được báo nơi này xác thực không có gì có thể lưu luyến cũng nên đi thế giới càng lớn vật lộn phong vân ta muốn mang theo dịch lão cùng trương huynh những người khác liền thôi trầm tư một chút thiện hiểu thiên làm ra quyết định lão sư khẳng định phải mang đây là nhất định dịch lão một mực đi theo mình cũng không thể bỏ xuống thật ra thì có hai người này là đủ rồi đệ tử tạp dịch có muốn hay không không quan trọng dù sao lão sư ưa thích khiêm tốn, nhiều người, quấy giày cũng không tiện. Vậy thì tốt, người trở về chuẩn bị một chút, một canh giờ sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. Lục vân trưởng lão gật đầu. Thiện hiểu thiên gật đầu, đi tới trước mặt lão sư, chỉ thấy lão sư tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Rất hiển nhiên, vừa rồi phí bảo hộ không có thu được. Lão sư, chúng ta về nhà một chuyến, trở về liền đi lăng vân kiếm các. Thiện hiểu thiên nói bây giờ cách đám người lục vân trưởng lão đã xa hạ giọng đối phương không nghe được không cần thiết tiếp tục che giấu trương huyền gật đầu hắn chạy tới thu phí bảo hộ là vì chuyển di lực chú ý hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm cũng không biết có thể che giấu bao lâu qua ưu tú cũng có chút sầu người xoa xoa mi tâm trong lòng tràn đầy buồn phiền qua ưu tú có đôi khi cũng là bất đắc dĩ nói thật hắn thật không muốn làm cho người chú ý nhưng vừa ra tay là kinh diễm như vậy cũng là địa phương hắn khó chịu nhất ga đang thời điểm cảm xúc liền thấy cách đó không xa sơn tặc tào thành lập bước nhanh đi tới trước mặt quỳ rạp xuống đất trong mắt mang theo chân thành cùng lửa nóng thiếu gia xin nhận ta ta nguyện ý làm tôi tớ của ngươi vĩnh viễn không nuốt lời ngươi nhìn quả nhiên quá ưu tú ngay cả sơn tặc cũng kìm lòng không được trương huyền càng thêm buồn phiền kết chương 3588. Chương 3589. Tôn nghiêm đâu? Người khác không biết thân phận của Trương Huyền, nhưng Tào Thành lập là tận mắt thấy, thiện hiểu thiên xương hô lão sư. Để một phế vật thánh vực lục trọng không thể tu luyện, ngắn ngủi không tới một ngày, đi đến cổ thánh nhất trọng đỉnh phong. Tận mắt thấy, cũng cảm giác giống như nằm mơ. Đi theo loại người này, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Huống chi, hiện tại thuộc hạ của hắn hầu như chết hết xung quanh vây quanh nhiều người như vậy dám rời đi rất có thể sẽ bị dân chúng tức giận đánh chết tại chỗ những năm này chiếm núi làm vua chuyện xấu làm không ít không biết bao nhiêu người muốn giết cho thống khoái làm người hầu của ta trương huyền nhíu mày tỉnh lại đi hảo hảo làm sơn tạc a lưu hắn không chết chỉ là muốn mượn tay đối phương vạch trần âm mưu của đám người thiết trầm chuyện bây giờ kết thúc một sơn tạc không chuyện ác nào không làm mà thôi chết thì chết liên quan gì đến hắn. Chủ nhân không nhận ta, ta tình nguyện quỳ chết ở chỗ này." Tào Thành lập nghiến răng. "Vậy thì quỳ đi." Trương Huyền xua tay. "Chủ nhân, không nghĩ tới đối phương kiên quyết như vậy, vẻ mặt Tào Thành lập đau buồn. "Thật ra thì ta cũng có nỗi khổ tâm, ta vốn là một người làm ăn lương thiện, một lần uống say, lão bà không cho vào cửa, ngủ ở bên ngoài xe ngựa, nửa đêm rét tỉnh, mới không có cách nào đi thanh lâu." kết quả, đồng thời muốn bảy nữ nhân, cảm giác kia thật sự sảng khoái, về sau. Tốt, không cần bán thảm, lão sư làm người thánh khiết, cương trực công chính, những năm này ngươi làm đủ trò xấu, thu ngươi làm tôi tớ, chỉ biết ảnh hưởng tới danh dự. Cút đi, nếu không, tin hiện tại liền giết ngươi hay không? Lông mày thiện hiểu thiên dương lên. Lão sư là loại nhân vật nào? Giống như giao long trên trời, thật thu ngươi làm hạ nhân, về sau thanh danh chẳng phải nhận tổn thương lại nói, người đây là bán thảm ư. Làm sao giống như đang khoe khoang. Thấy thiện hiểu thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, sắc mặt tào thành lập trắng nhợt, biết muốn trở thành tôi tớ của đối phương, khẳng định không có cơ hội, liền xòe bàn tay ra. Nếu như chủ nhân không nhận ta làm tôi tớ, ta khẳng định sẽ bị những người này đánh chết tươi, dù sao cũng là một lần chết, những năm này ta làm sơn tặc, cướp cơ bản đều là nhà giàu có tiền, thu hoạch tương đối khá, trong chữ vật giới chỉ có 10 viên tiên nguyên đan, là những năm này để dành tích góp. Nguyện ý dâng hiến cho chủ nhân. Ít cầm những vật này hối lộ lão sư, không mắc bẫy đâu. Thấy tên này bán thảm không được, lại lấy tiền hối lộ, thiện hiểu thiên cao mày, vừa định động thủ đuổi đi, chỉ thấy trước mắt lão sư sắc mặt trắng bệch, đột nhiên tránh thoát hắn đỡ, đứng thẳng người, lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng cầm chữ vật giới chỉ tới. Xóa đi linh hồn ấn ký, liếc mắt nhìn, Trương Huyền không tự chủ được gật đầu, một mặt thỏa mãn tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi là tôi tớ của ta, đi theo đi. Một viên tiên nguyên đan 10 vạn thông thần tệ, 10 viên chính là 100 vạn, lại thêm chữ vật giới chỉ. Không nghĩ tới tên sơn tạc này thu hoạch thật phong phú. Nhiều tiền như vậy, chỉ là làm tôi tớ, không có gì. Lão sư, thiện hiểu thiên bối rối. Đây quả thật là lão sư ta. Làm sao cảm giác, mất mặt như vậy chứ? Tùy tiện để cho người ta tấn cấp hai đại cấp bậc, lại có kiếm thuật cùng y thuật cao thâm khó dò người thanh cao như vậy vì tiện mấy viên đan dược liền lấy lòng điểm mấu chốt đâu tôn nghiêm cao thủ đâu trong tộc không có gì có thể thu thập thời gian không dài thiện hiểu thiên liền mang theo đám người dịch lão lần nữa trở lại phủ thành chủ con ngựa cùng chiếc xe kia liều mạng muốn đi theo cuối cùng đều bị cự tuyệt phóng thích hoang dã lần này đi lăng vân kiếm các khẳng định phải ngồi phi hành thánh thú mang cái xe ngựa thực sự có chút không tiện lắm. Còn Tiết Cầm, thân phận đệ tử tạp dịch tự nhiên bị thủ tiêu, hiện tại cha chết, nàng bình thường chưa làm qua việc ác gì, miễn trừ tai nạn, nhưng mất đi phủ thành chủ che chở, chắc hẳn thời gian sẽ không tốt lắm. Loại tình huống này, Thiện Hiểu Thiên không có đi truy cứu. Mặc dù không có tình cảm, nhưng dù sao hai người từng có hôn ước, đuổi tận giết tuyệt mà nói, đối với hắn không có tốt chỗ gì. Đi thôi. Chuẩn bị ổn thỏa thánh thú phi hành to lớn vô cánh, mang theo đám người trương huyền rời huyền giang thành, bay về phía Lăng Vân Kiếm Các. Lăng Vân Kiếm Các cách nơi này, đại khái muốn phi hành 10 ngày. Trong phòng, thiện hiểu thiên ngồi ở trước mặt lão sư, thân là người sinh trưởng ở thượng thương, tuy Lăng Vân Kiếm Các thần bí, nhưng vẫn biết không ít. Thánh thú phi hành đã đạt đến cổ thánh tứ trọng phá toái hư không? Thánh thú cường đại như thế, một ngày có thể nhẹ nhõm bay ra mấy chục vạn cây số. Như vậy cũng phải phi hành 10 ngày, Lăng Vân kiếm các khoảng cách thật xa. Xem ra diện tích thế giới bị thần linh vứt bỏ, so với danh sư đại lục chỉ lớn không nhỏ. Thời điểm phi hành, Trương Huyền nuốt hai viên tiên nguyên đan mà Tào Thành lập cho, tu vi xem như triệt để khôi phục, hơn nữa còn loáng thoáng đạt đến phá toái hư không sơ kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Bởi vì không có công pháp tu luyện thích hợp, cưỡng ép áp chế xuống. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, hắn vậy phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua ở thượng thương cùng danh sư đại lục, quả thực không tương đồng, đại khái là 1 giờ 10. Nói cách khác, thượng thương một ngày, danh sư đại lục 10 ngày. Danh sư đại lục vài vạn năm, nơi này mới mấy ngàn năm, vừa vặn đối ứng khổng sư sáng lập thông thần điện. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thêm vào linh khí thủy ngân nặng nề, tuổi thọ của tu luyện giả cũng nhận hạn chế. Hết chương 3589 chương 3590, đến Lăng Vân Kiếm Các. Cường giả thánh vực, ở danh sư đại lục có thể sống hơn ngàn năm, mà ở đây 100 tuổi chính là đại nạn. Cổ thánh có thể sống 2 ngàn năm, mà ở đây 200 tuổi là đến phần cuối. Còn hư tiên như lục vân trưởng lão, tuổi thọ cũng chỉ có 300 tuổi. Những ngày gần đây, Trương Huyền trừ tự mình tu luyện, chính là chỉ điểm thiện hiểu thiên cùng tào thành lập, còn dịch lão, lớn tuổi, lại thêm trước đó thiếu hụt quá lợi hại, Cần thời gian dài điều dưỡng, không thích hợp tu luyện. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Hôm nay mặt trời mới từ đường chân trời bay lên, mọi người nhìn thấy một sơn môn to lớn xuất hiện ở trước mắt. Cao hơn vạn mét, độ rộng cũng có mấy ngàn mét, đứng sừng sững ở trong tầng mây, tựa như nam thiên môn to lớn. Chính giữa cửa chính, một thanh trường kiếm to lớn do đá tạo dựng xuyên qua. Còn chưa tới trước mặt, liền có thể cảm thấy kiếm khí gào thét loáng thoáng muốn xé nát không gian, cho người ta một loại cảm giác tinh thần áp bức, khó mà động đậy. Thật mạnh, Trương Huyền có chút ngây người. Không hổ là một trong thượng thương sáu đại tông môn, chỉ bằng vào cánh cửa này cùng thanh trường kiếm kia, danh sư đại lục liền không có khả năng kiến tạo ra, chớ nói chi là ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ. Đạo kiếm ý này, so với kiếm đạo chân giải hắn tu luyện, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, có thể đoán được, nếu thật gặp phải cao thủ sử dụng loại kiếm pháp này, sẽ bị tùy tiện đánh bại. Đáng sợ. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn lại trường kiếm trước mắt, tựa như thấy được một thanh trường kiếm giả lập che giấu trong đó. Chính là kiếm ý. Thanh trường kiếm này hình thành ý cảnh có chút tương tự Thiên Đạo kiếm pháp hắn tu luyện, chẳng qua càng cao minh hơn, cho người ta một loại cảm giác càng thêm siêu thoát. Vừa quan sát, một bên cảm thụ, Trương Huyền nhất thời cảm thấy mình lý giải kiếm đạo lại có hiểu biết mới, trở nên càng thêm cường đại. Tuy chỉ liếc mắt nhìn, không có khả năng trực tiếp lý giải, nhưng ý vị ẩn chứa trong đó, cùng Thiên Đạo kiếm pháp nhất mạch tương thừa, chỉ cần cho đủ thời gian, hoàn toàn có thể hòa vào trong đó, để kiếm thuật phát sinh bay vọt về chất. Đây là Lăng Vân kiếm các, chuôi kiếm này là khai phái tổ sư lưu lại, trong đó ẩn chứa lĩnh ngộ cùng kiếm ý của hắn, vô số hậu nhân sợ hãi thán phục. Lục Vân trưởng lão đi tới trước mặt, nhìn về phía cánh cửa khổng lồ cùng trường kiếm trước mắt, ánh mắt lộ ra thành kính cùng tôn kính thân thể thiện hiểu thiên cứng nhắc trong mắt đỏ hoe lúc trước thời điểm luyện kiếm nằm mộng cũng muốn đi tới nơi này ngày hôm nay cuối cùng đã tới trước khi đi vào tông môn trước cùng các ngươi nói một ít quy củ thấy thánh thú bay vào sơn môn còn cần một đoạn thời gian lục vân trưởng lão nhìn lại lăng vân kiếm các chia làm đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm đệ tử nội môn đã xem như rất mạnh mẽ nhưng hạch tâm mới là tồn tại trói mắt nhất của toàn bộ kiếm các. Đệ tử hạch tâm, con mắt lóe lên một cái, thiện hiểu thiên siết chặt nắm đấm. Đệ tử kiếm các, chỉ cần khảo hạch qua, cơ bản không có chuyện gì làm, bình thường đều ở chỗ của mình luyện kiếm, tu hành, nếu như cần học tập, có thể đi tàng thư các mượn đọc, cũng có thể đặc biệt viếng thăm sư huynh, trưởng lão. Đương nhiên, những cái này đều cần tiêu phí kiếm các tệ. Lục vân trưởng lão nói, kiếm các tệ, là kiếm các phát hành một loại tiền ảo chỉ có thể ở nội bộ kiếm các lưu truyền, có thể ở trong tông môn mua sắm tất cả đồ vật ngươi muốn, đan dược, vũ khí, công pháp, thậm chí trưởng lão giảng bài, cái gì cần có đều có. Bất quá kiếm khá phiền toái, hoặc là tham gia thi đấu công khai, hoặc làm nhiệm vụ, hoặc giúp người giải đáp vấn đề, chỉ điểm tu vi. Tóm lại ở đây, cái gì đều cần kiếm các tệ, không có tiền, nửa bước khó đi. Mà có tiền, tài nguyên tu luyện sẽ lấy không hết, dùng mãi không cạn tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn người khác lục vân trưởng lão tiếp tục nói thiện hiểu thiên khiếp sợ vốn cho rằng tới loại thế lực lớn như lăng vân kiếm các sẽ chuyên tâm tu luyện không nghĩ tới tham tiền như vậy có thể tham gia thi đấu công khai trưởng lão ý là lăng vân kiếm các có tồn tại như thông thần điện thi đấu công khai là chiến đấu giả lập ở trong thông thần điện chẳng lẽ lăng vân kiếm các cũng có loại vật này tồn tại lăng vân kiếm các tự nhiên không có thông thần điện có điều có thông thần ngọc phù, có thể ở bên trong chiến đấu, giao dịch, tiến hành mọi chuyện, tương tự thông thần điện ở ngoại giới. Bất quá do kiếm các khống chế, không thể kết nối ngoại giới. Lục vân trưởng lão gật đầu. Trương Huyền giật mình. Thật ra thì chính là một mạng máy tính cục bộ càng lớn. Đệ tử nơi này, có thể tu luyện, có thể chiến đấu, thậm chí mua sắm bán ra dược liệu, nhưng không bị thông thần điện quản lý, không kết nối với đối phương. Còn nữa, ở trên thực lực có khác biệt rất lớn. Thông thần ngọc phù ở nơi này, chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có thể sử dụng. Bởi vậy ý niệm tiến vào bên trong, thực lực cơ sở không còn là thánh vực nhất trọng mà là cổ thánh nhất trọng." Lục Vân trưởng lão nói tiếp. "Thông thần ngọc phù ở Tinh Diệu Thành, chỉ cần đi vào, mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, đều là thánh vực nhất trọng, nơi này không giống, mặc kệ mạnh cỡ nào, tiến vào đều là cổ thánh nhất trọng. Chỉ là thánh vực nhất trọng mà nói." không ít tuyệt diệu kiếm pháp không có cách nào thi triển, thi đấu công khai liền không còn ý nghĩa. Đương nhiên giống như thông thần điện địa phương khác, đi vào nơi này, đồng dạng có thể mai danh ẩn tích, để người khác không biết là ai, có điều người khác không biết ngươi là ai, người cũng không biết đối phương là ai. Có khả năng cùng người tán gẫu là một vị trưởng lão, thậm chí tông chủ, bởi vậy ở đây, tuyệt đối không nên làm càn, dù trưởng lão, tông chủ sẽ không thù dai, nhưng đắc tội, khẳng định phiền phức không ít. Lục Vân Trưởng lão trịnh trọng bàn giao. Trưởng lão, tông chủ. Nghe được giải thích của hắn, Trương Huyền chẳng những không có căng thẳng, ngược lại con mắt sáng lên, trong lòng mặc sức tưởng tượng. Đánh loại người này một trận, có thể thoải mái hơn đánh người bình thường một ít hay không? Hết chương 3590. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.